Ngày hôm nay, cuộc thi quan trọng nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. 4 thí sinh xuất sắc sẽ cùng tranh tài để giành lấy chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất. Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh mã số 1. Chàng gióng Hà Việt Hoàng mã số 2. Anh chàng đến từ xứ sở Thanh Long Phạm Thọ Quốc Long mã số 3. Và kẻ chiến thắng không nói nhiều, Phạm Huy Hoàng mã số 4. Ngay bây giờ quý vị có thể dự đoán người chiến thắng qua hệ thống SMS 8369 theo cú pháp OLPA dấu cách X gửi 8369. Trong đó X là mã số thí sinh theo thứ tự nhất quý. Người dự đoán đúng thí sinh chiến thắng và sớm nhất sẽ nhận được một phần quà trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Hệ thống sẽ đóng tại thời điểm trước khi phần thi về đích bắt đầu. Xin mời quý vị khán giả theo dõi trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chung kết của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng ấp ủ những giấc mơ thật tuyệt khi ta có thể chia sẻ cùng ai đó giấc mơ lớn đời mình. Đó cũng chính là điều mà 4 chàng trai Nhật Minh, Việt Hoàng, Quốc Long và Huy Hoàng đang thực hiện trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, giành lấy chiếc vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Còn chúng ta, những người đang có mặt trong trường quay S14 và những ai đang ngồi trước máy thu hình lúc này cũng đang chia sẻ với nhau một tình yêu chung. Đó là tình yêu dành cho một chương trình truyền hình đã có 17 năm tuổi. Và quan trọng hơn là chia sẻ niềm tin gửi gắm vào một thế hệ đầy sức trẻ, giàu năng lượng, luôn luôn nỗ lực, khát khao, học hỏi không ngừng. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn sự hiện diện của ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chương trình ngày hôm nay còn có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Úc và đại diện Trường Đại học Swinburne, cùng đại diện của những đơn vị đã đồng hành và hỗ trợ chương trình đường lên đỉnh Olympia trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, trước khi các thí sinh đến với hành trình cam go của trận chung kết ngày hôm nay, chúng tôi xin được thay mặt cho chương trình gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các quý thầy trong ban cố vấn vì các thầy đã luôn có mặt ở đây và luôn đảm bảo tính công bằng cho mỗi cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Và đến với trận chung kết ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của cố vấn môn vật lý, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thế Côi, cố vấn môn toán học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Doãn Thoại, cố vấn môn hóa học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Ninh, cố vấn môn lịch sử, nhà sử học Lê Văn Lan, cố vấn môn sinh học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Hưng, cố vấn môn sinh học, Tiến sĩ Vũ Đức Lưu, cố vấn môn sinh học, Giáo sư Tiến sĩ Nhà giáo Nhân dân Vũ Văn Vụ, cố vấn môn địa lý, nhà giáo Trần Trọng Hà, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, cố vấn lĩnh vực hiểu biết chung, nhà báo Nguyễn Như Mai, cố vấn thể thao, nhà báo Trương Anh Ngọc, và cố vấn môn tiếng Anh, ông Timothy Parker đến từ Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được trân trọng chào mừng đến trường quay các quý thầy cô đã đến đây cổ vũ cho các bạn thí sinh. Xin được chào đón tất cả các thầy cô ạ. Và bây giờ đã là lúc chúng ta chờ đợi trong suốt một năm qua sự xuất hiện của 4 thí sinh xuất sắc nhất trụ đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 tại sân khấu này, tại trận chung kết này. Và bây giờ hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón các bạn. Ở vị trí đầu tiên đó là bạn Phan Đăng Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Long, Quảng Trị. Ở vị trí thứ hai là bạn Hà Việt Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Bạn Phạm Thọ Quốc Long đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận là người đứng ở vị trí thứ ba. Và ở vị trí thứ tư là bạn Phạm Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thưa
thưa quý vị, trong số 4 nhà leo núi mà chúng ta đang thấy trên sân khấu của chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, có người chúng ta vừa gặp tuần trước, nhưng cũng có người 10 tháng qua chúng ta mới nhìn thấy họ. Trong đó phải kể đến Phan Đăng Nhật Minh, người nhất quý 1, người cũng đã phải chờ đợi lâu nhất cho tới chương trình ngày hôm nay. Và trước khi khởi động cùng Phan Đăng Nhật Minh, chúng ta hãy tìm hiểu câu chuyện thú vị về chàng trai này nhé. Biết đến quán quân đầu tiên của chinh phục Việt Nam Brainis Kid. Giây phút này có lẽ tất cả chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được. Giây phút quán quân đầu tiên của chinh phục đã đăng quang. Đó là tôi của 3 năm trước. Còn hiện giờ tôi là thí sinh của đường lên đỉnh Olympia. Tôi là Phan Đăng Nhật Minh. Chúc mừng cho Phan Đăng Nhật Minh với một chiến thắng rất xứng đáng khi điểm cầu đầu tiên đã tìm về ngôi trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Và đây chính là gia đình 12-3 thân thương của tôi. Các bạn của tôi lúc nào cũng nói tốt về tôi. Mà nói rất là nhiều thật xấu. Hay ngủ gật trong lớp. Hay cao cổ để ngày em. Mình khá ta hơn so với tuổi, khá là ông của nó. Ở lớp, môn học tôi yêu thích nhất là toán. Người tôi hâm mộ là Pythagore với công thức về tam giác vuông của ông. Tìm ít, biết. Em. Thưa cô, tôi đang nằm ở đây, không phải tìm ạ. Oh no. Bạn bè phục lắm. Nên họ đặt cho tôi biệt hiệu. Cậu bé Google. Yeah. Vâng, xin cảm ơn, nhưng không phải thế. Tôi chỉ đơn giản là con của bố mẹ tôi. Đây là bố tôi. Đây là mẹ tôi. Và đây là em trai tôi. Trước trận chung kết, mọi người trong gia đình đều dành cho tôi rất nhiều. Còn tôi, tôi vẫn đang tập trung cao độ, dồn hết sức mình cho trận đấu quan trọng này. Tôi quyết tâm mang về nhà chiếc vòng nguyệt quế thứ tư. Trên con đường của những người thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng. Đó chính là câu nói mà Phan Đăng Nhật Minh tâm đắc. Ngay từ bây giờ quý vị có thể bình chọn cho Phan Đăng Nhật Minh qua bằng cách gửi tin nhắn về cho chương trình với mã số 1. Không biết ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu tin nhắn bình chọn cho Nhật Minh, nhưng tôi tin chắc có một nơi mà tất cả mọi người ở đó đều đã sẵn sàng để bình chọn cho bạn. Đó chính là điểm cầu của trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé qua điểm cầu của trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị để xem thầy cô và bạn bè ở đó đã dành cho bậc Nhật Minh của chúng ta những bất ngờ gì nhé. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào trường quay S14 và đặc biệt xin chào chàng trai của chúng ta, Nhật Minh. Nhật Minh thân mến, quý vị khán giả thân mến, hiện giờ thì đã bắt đầu có những giọt mưa tại Trung học phổ thông Hải Lăng của Quảng Trị rồi. Thế nhưng không khí ở đây quá tuyệt vời đúng không các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rằng đây là một thời điểm quan trọng, thời điểm mà Nhật Minh sẽ nhìn thấy chúng tôi và biết được một điều rằng phía sau bạn đang có một lực lượng cổ động viên hùng hậu như thế nào. Nhân viên thân mến, ở đây đang có sự hiện diện của tất cả những học sinh của trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Bên cạnh đó còn có các thầy cô giáo, nhân dân của Hải Lăng cũng đã đến đây để cổ vũ cho bạn. Chúng ta cũng không thể quên sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ngay sau đây và chúng ta cùng chào đón. Chúng ta xin được chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Xin giới thiệu bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Xin được chào đón ông Phạm Ngọc Minh, Bí thư Huyện ủy huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Xin được chào đón ông Nguyễn Khoa Sưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi đã sẵn sàng để truyền ngọn lửa tới bạn rồi. Và Nhật Minh ơi, lúc này đây là một thời điểm quan trọng. Chúng tôi rất muốn nhắc tới bạn một số những sự thật. Bạn hãy nhớ để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy nghe kỹ này Nhật Minh. Ai là cậu bé Google? Cái gì cũng biết. Ai là người có điểm số cao kỷ lục trong lịch sử của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia? Ai là người đẹp trai nhất trung học phổ thông Hải Lăng? Ai là người sẽ mang vòng nguyệt quế về đây ngày hôm nay? Chúng tôi yêu bạn và chúng tôi tin rằng bạn sẽ mang vòng nguyệt quế về đây. Chúc bạn sẽ may mắn. Vâng, rất cảm ơn không khí tràn đầy màu sắc từ phía điểm cầu trường trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Và thông thường ở mỗi trận chung kết đường lên đỉnh Olympia thì những điểm cầu luôn là nơi rực rỡ và sôi động nhất. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn chứng minh cho quý vị khán giả thấy là ngay ở trường quay S14 này chúng tôi cũng rực rỡ và sôi động không kém. Các bạn cổ vũ các bạn thí sinh đâu ạ? Đấy, các bạn thấy chưa? Ở trường quay S14 cũng nóng không kém đâu. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả ngồi xuống nước rồi ạ. Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng xem, hướng lên màn hình để xem có một clip giới thiệu về Hà Việt Hoàng mà có những điều chưa chắc chúng ta đã biết đâu. Xin mời các bạn. Tôi là Hà Việt Hoàng, học sinh của trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội, một ngôi trường không có nhiều dấu ấn trong cuộc thi Olympia các năm trước. Cháu thích xem từ năm lớp 1 ý. Và cháu cũng thường mơ ước là khi nào lớn nó được thi đường lên đỉnh Olympia. Và đến khi mà cháu học đến lớp 7, lớp 8 rồi thì cháu cũng nhận là một anh ở trong đấy. Và cháu thi cùng các anh đấy. Khác với Huy Hoàng và Quốc Long, đến từ hai ngôi trường đã từng có cầu truyền hình hay cậu bé Google Nhật Minh. Lúc đầu, tôi hay trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội là những cái tên không được mấy để ý đến. Em không tự tin một tí nào. Thế nhưng... Chúc mừng Việt Hoàng, chúc mừng Việt Hoàng, chúc mừng trường Sóc Sơn ạ. Tôi đi cổ vũ cho cháu ấy, ngồi trên thì hồi hộp lắm, hồi hộp đến ngộp thở luôn ý. Về đến nhà còn ốm ý. Thế nhưng mà sao thì cứ qua được tuần thì lại mong qua được tháng, qua tháng lại mong qua quý. Cầu truyền hình của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã thuộc về trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Trường tôi rất gần sân bay Nội Bài. Thỉnh thoảng, tôi thường nhìn những chiếc máy bay vụt ngang trên bầu trời và ước mơ một ngày được đến những chân trời mới. Olympia có thể giúp tôi đến gần hơn với những ước mơ này. Tôi thích nghiên cứu những sự kiện lịch sử bởi vì những biến động thăng trầm chính là logic của cuộc sống. Tôi nghĩ đó là thế mạnh của mình. Ngoài ra, trong một cuộc thi của những đối thủ ngang tài ngang sức, tâm lý thoải mái chính là một lợi thế. Hơn ai hết, tôi nghĩ mình không gặp nhiều áp lực. Tôi muốn chứng minh rằng Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết thánh gióng, không chỉ có sân bay Nội Bài, không chỉ có cầu truyền hình, mà còn đủ khả năng để có một nhà vô địch Olympia. Vâng, thật tuyệt vời đúng không ạ? Và trong số 4 thí sinh tham gia trận chung kết ngày hôm nay thì Hà Việt Hoàng là người gây bất ngờ nhất đối với quý vị khán giả khi bạn có mặt trong trận chung kết này. Và điều đó đã chứng minh một điều rằng chính sự tự tin của bạn đã làm nên chiến thắng của bạn. Và những sự tự tin đó khi bạn tham gia một hành trình mà mình yêu thích, hành trình mà mình đam mê thì sự tự tin đó sẽ biến thành những thành quả mà bạn có thể không ngờ tới đấy ạ. Và bạn Hà Việt Hoàng thân mến, bạn Hà Việt Hoàng của chúng ta đã tự tin đứng trên sân khấu bây giờ. Và có rất nhiều những bạn đã yêu quý Hà Việt Hoàng ở sân khấu ở lúc này. Và không biết là quý vị khán giả ở nhà nếu như hâm mộ Hà Việt Hoàng thì có thể nhắn tin bình chọn cho bạn với mã số 2. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem không khí tại điểm cầu trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội xem các bạn ở đó đang dành cho Hà Việt Hoàng những điều bất ngờ gì. Vỗ tay lên! 3!
Hiện Tại. Và chúng ta ở đây để cổ vũ cho những hiện tại của đất nước Việt Nam. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát là hoàng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Hỡi ba quân, hãy nắm chặt tay. Chúng ta đang có mặt ở đâu? Viễn thêm trang sử vàng. Và chúng ta ở đây để cổ vũ cho chương trình. Việt Nam. Xin chào đời, xin chào được với F14. Chúng tôi là trung học phổ thông Sóc Sơn. Từ hào hai tiếng Việt Nam. Chúng tôi đang ở đây để cổ vũ cho cả bốn thí sinh, cổ vũ cho trận chung kết của đường lên đỉnh Olympia, nơi chúng ta sẽ gửi đến nhau thật nhiều tình cảm, thật nhiều sự động viên, thật nhiều năng lượng để cho chúng ta sẽ có một trận chung kết thành công rực rỡ. Và ngày hôm nay đến với điểm cầu của trường Trung học phổ thông Sóc Sơn có những vị khách quý sau. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn. Cảm ơn ông ngày hôm nay đã đến đây để cổ vũ cho chương trình ạ. Và có một người rất quen thuộc với các thầy cô, các bạn học sinh ở đây, đó là thầy Nguyễn Tu Tập, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Sóc Sơn. Và ngoài ra là tất cả các thầy cô giáo cùng với tất cả các bạn học sinh của Sóc Sơn. Việt Hoàng ơi, em có cảm nhận được không khí của chúng tôi hay không? Ngày hôm nay chúng tôi muốn nói với em một điều rằng em đã làm được điều mình muốn, đã mang được sân khấu về với Sóc Sơn, đã mang được không khí này đến với chúng tôi. Phần còn lại em không cần phải lo, em hãy hết sức bình tĩnh, không có bất cứ áp lực nào dành cho em cả. Em hãy đi xa nhất có thể, chúng tôi yêu quý em cho dù em đứng ở vị trí thứ mấy. Và hãy hết sức bình tĩnh, hết sức tự tin. Hãy nhìn không khí của chúng ta đang có mặt ở đây. Chúng tôi muốn gửi đến Hai Việt Hoàng những lời động viên chân thành nhất, những điều tình cảm nhất dành cho em. Và Hai Việt Hoàng ơi, chúng tôi chúc em may mắn. Hà Việt Hoàng, Hà Việt Hoàng, thật nhộn nhịp, thật tưng bừng. Đó là những gì mà chúng ta cảm nhận tại không khí của trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội lúc này. Còn bây giờ, chúng tôi muốn mời quý vị hãy ghé qua một khu vườn trồng thanh long ở Bình Thuận, nơi đã cho ra đời rất nhiều trái thanh long ngon ngọt mà bạn Phạm Thọ Quốc Long đã hơn một lần mang tới trường quay S14 này. Xin chào, tôi là Phạm Thọ Quốc Long, học sinh lớp chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đạo Bình Thuận. Một ngôi trường có bề dày lịch sử đáng tự hào. Tôi rất tự hào vì đây là lần thứ hai chiếc quần xanh rêu có mặt tại chung kết đường lên đỉnh Olympia. Rất tiếc là bạn đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Đó là câu trả lời rất chính xác. Quốc Long càng chơi càng hay. Ước mơ là đầu tiên được cầu mày khóe. Phần truyền hình thứ 3 của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2017. Em cảm thấy là trận này là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em. Lý do vì sao tôi nhận Olympia không? Có lẽ đây là một sân chơi vô cùng bổ ích, kết thân nhiều bạn mới và tự thử sức mình. Nhưng mà lý do quan trọng nhất đó chính là lúc này. Yeah. Con trai mày ngon, con trai mày giỏi lắm. Đó là con trai của chị. Cháu đã nỗ lực phấn đấu, học hành để mà tích lũy kiến thức, thực hiện được cái ước mơ từ nhỏ của cháu là được tham gia cuộc chơi của Olympia. Cái phấn đấu mà để nhiều các cái bạn ở trường, ở tỉnh cũng như là các bạn cùng trang lứa phấn đấu và thi cái cuộc chơi này. Chị rất là xúc động và vì con trai đã có hiếu với bố mẹ và ước mơ của bố mẹ là được lên TV, em đã làm được điều đó và chị cảm thấy rất tự hào và cảm thấy mình nghĩ có nó cũng hơi. Thực hiện ước mơ của ba mẹ cũng chính là thực hiện ước mơ của riêng tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức và chiến đấu hết mình. Một
một chàng trai thật đáng mến, thật dễ gần. Và nếu yêu quý Phạm Thọ Quốc Long, ngay từ bây giờ quý vị có thể bình chọn cho Quốc Long với mã số 3. Còn bây giờ thì tôi tin chắc là Quốc Long đang rất nóng lòng được nhìn thấy những hình ảnh thân thương tại điểm cầu của trường mình. Và ở đó cũng có rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Hãy cùng đến với điểm cầu của trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận. Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận đã gửi chút gió, chút cát về với trường quay S14 của chúng tôi. Và vừa rồi chúng ta đã đến với một nơi xa nhất, điểm cầu xa nhất của trận chung kết này. Và bây giờ hãy quay về nơi gần nhất và hãy cùng xem Huy Hoàng đang rất nóng lòng để biết được điều gì ẩn chứa bên trong bạn đó. Và có khi là Huy Hoàng còn chưa biết đâu. Tôi không được đánh giá cao về ngoại hình, nhưng có làm sao chứ? Xin chào, tôi là Huy Hoàng. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Câu này rất đúng với tôi. Post office. Nếu như theo dõi đường lên đỉnh Olympia thì mọi người chắc cũng nhớ biểu cảm của tôi thế nào. Vector cường độ điện trường có hướng mật độ lớn như nhau tại mọi điểm được gọi là gì? Điện trường đều. Rất bình tĩnh. Sở dĩ tôi bình tĩnh như vậy bởi tôi rất đam mê cờ vua. Gương mặt tôi phải lạnh lùng để đối thủ không biết mình đang suy nghĩ gì. Cờ vua giúp tôi luyện trí nhớ và khả năng thi đấu có chiến thuật. Chiếu tướng. Tôi học chuyên lý nên đây cũng là môn học sở trường. Tôi thích cách mình ứng dụng vật lý vào cuộc sống thường ngày. Cái xe này đang đi với vận tốc 12 km/h. Cũng giống như Isaac Newton, tôi cũng có 3 định luật huy hoàng, cũng là 3 quy tắc sống của tôi.
là huy hoàng. Các bạn hãy coi chừng tôi nhé. Vâng, bạn Huy Hoàng đã gửi đến một thông điệp đến ba người cùng chơi với bạn ngày hôm nay là tuy nhỏ bé nhẹ cân nhưng mà có võ đấy, các bạn cẩn thận. Và quý vị khán giả, ai tin tưởng rằng chàng trai nhỏ bé của chúng ta có thể giành được vòng nguyệt quế của đường lên đỉnh Olympia thì hãy bình chọn cho bạn với mã số là 4 nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với không khí tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, ngôi trường tự hào với lần thứ 4 được là cầu truyền hình của đường lên đỉnh Olympia trận chung kết. Và bây giờ xin chào các bạn. Trường quay S14 chưa tới 4 cây số thì tôi tin Huy Hoàng là người cảm nhận rõ hơn ai hết tình cảm yêu thương, sự động viên cổ vũ mà thầy cô và bè bạn tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đang dành cho Huy Hoàng. Và quý vị khán giả đừng quên bình chọn cho nhà leo núi mà quý vị nghĩ là có khả năng giành được chiếc vòng nguyệt quế trong chương trình ngày hôm nay. Khán giả may mắn sẽ có cơ hội nhận được phần quà trị giá 10 triệu đồng từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Bốn nhà leo núi thân mến, đây là lúc để hít một hơi thật sâu. Và quý vị khán giả hãy sẵn sàng để chúng ta bước vào phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Trong phần thi khởi động, trung bình sẽ có khoảng 5 giây suy nghĩ cho mỗi câu hỏi. Vì vậy, để ghi được điểm số cao trong phần thi đầu tiên này, các thí sinh phải tập trung cao độ. Đã có 2 thí sinh giành được 110 điểm, 3 thí sinh giành được 100 điểm, 17 thí sinh giành được 90 điểm và 24 thí sinh giành được 80 điểm. Điều đặc biệt là hai nhà leo núi có điểm số cao nhất trong phần thi khởi động đều có mặt trong trận chung kết hôm nay. Vâng, nhân viên của chúng ta đã giành được 110 điểm trong phần thi khởi động. Và bạn đã giành được 110 điểm, xin chúc mừng Huy Hoàng, một số điểm rất cao. Người có màn khởi động tốt nhất trong 4 nhà leo núi ngày hôm nay là Phan Đăng Nhật Minh khi bạn giành được 300 điểm ở 3 cuộc thi trước đó. Ngay lúc này, cả 4 thí sinh xuất sắc nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đều đã sẵn sàng. Hãy chờ xem họ thể hiện như thế nào trong phần thi đầu tiên. Khởi động. Ngay bây giờ quý vị có thể dự đoán người chiến thắng qua hệ thống SMS 8369 theo cú pháp OLPA dấu cách X gửi 8369. Trong đó X là mã số thí sinh theo thứ tự nhất quý. Người dự đoán đúng thí sinh chiến thắng và sớm nhất sẽ nhận được một phần quà trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ngay bây giờ quý vị có thể tham gia dự đoán, hệ thống sẽ đóng tại thời điểm trước khi phần thi về đích bắt đầu.
Khởi đầu tốt sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho chiến thắng. Các thí sinh hãy sẵn sàng đến với thử thách đầu tiên trong phần thi khởi động. Người xuất phát đầu tiên trong hành trình đặc biệt ngày hôm nay là bạn Phan Đăng Nhật Minh đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Chào Nhật Minh, rất vui được gặp lại bạn. Em chào chị ạ. Cảm giác phải chờ đợi tới tận 10 tháng mới được quay trở lại trường quay S14 thế nào ạ? Mặc dù em là thí sinh nhất quý 1, tuy nhiên em cũng có một chút gì đó lo lắng khi trước khi tham gia chung kết năm. Vâng, lo lắng là điều dễ hiểu ạ. Và có cái điều gì mới mẻ mà bạn muốn khoe trong lần quay trở lại này không? Có khá là nhiều điều mới mẻ nhưng em nghĩ em xin giữ bí mật ạ. Giữ bí mật ạ? Vâng. Và có thể là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau vào một dịp khác. Bây giờ thì tôi muốn là Nhật Minh hãy tạm quên đi những biệt danh mà cộng đồng mạng tặng cho bạn. Cũng tạm quên đi những kỷ lục mà chúng ta đã xác lập trước đó. Đây là một hành trình mới. Hãy bình tĩnh, tự tin nhất có thể và khởi động thành công. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Em đã sẵn sàng ạ. Sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Phan Đăng Nhật Minh. Hiện nay số tiền kỷ lục trong chuyển nhượng cầu thủ bóng đá chính xác. Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh mô tả biểu tượng gì của tuổi trẻ? Bỏ qua. Đó là huy hiệu đoàn. Hiện tượng tạo thành các gạch rốc dẫn qua đoàn đội chống. Hiện tượng qua địa trong. How many vowels does the Vietnamese alphabet have? 9. Đáp án là 12. Bà rằng bà dí bèo dạt mây trôi cây trúc sinh. Chính xác. Kim loại có bốn tính chất vật lý chung là tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tính chất nào nữa? Anh kim. Bạn có thêm 10 điểm. Những lời bạn nào được nhắc đến trong các câu ca dao sau? Tương thay thân phận Tâm, con. Yên. Chính xác. Năm 1968 đi bộ lĩnh lên ngôi một nhà nước quân chủ Văn Sơn Thay. Chính xác. Đèo Pha Đi là danh giới tự nhiên của là Sơn La. Khi đi dưới trời nắng người bị toát mồ hôi đây là không điều kiện. Phản xạ không điều kiện. Trong cối xay gió người ta sử dụng động năng hay thấy năng? Chính xác. Số la mã MMXBII có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân? 2042. Đáp án cho câu hỏi cuối cùng là năm 2017 ạ. Và cảm ơn Nhật Minh đã hoàn thành phần thi khởi động. Bạn đã giành được 70 điểm. Chúc mừng bạn. Người tiếp theo đến với phần thi khởi động đó chính là bạn Hà Việt Hoàng đến từ trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Và Hà Việt Hoàng thân mến, đọc bản đăng ký của bạn khi đến với trận chung kết năm này, tôi rất để ý đến phần này. Kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi vào chung kết năm thì trở thành nam thần trong mắt các bạn. Bạn có thể chia sẻ điều gì về cái kỷ niệm này ạ? Em thưa anh là sau khi mà em trở về từ cuộc thi quý thì có nhiều bạn đã biết em hơn ạ. Và đặc biệt là các bạn nữ cùng khối và các em lớp dưới ạ. Vâng, và tôi tin chắc chắn rằng sau khi bạn xuất hiện ở một trận chung kết được tường thuật trực tiếp như thế này thì bạn sẽ còn là nam thần nhiều trong mắt nhiều các bạn nữ hơn nữa và nhiều bạn hâm mộ hơn nữa đấy ạ. Em bây giờ nữa. Thì công việc của bạn chỉ là thi thật tốt thôi. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Em hoàn toàn sẵn sàng rồi ạ. Vâng, và quý vị khán giả ở trường quay đang cổ vũ cho bạn nhiệt tình hết sức đấy ạ. Chúc cho Hà Việt Hoàng sẽ có một phần thi khởi động thật thành công. Số nào là số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau? 1876. Chính xác. Tên tỉnh thành nào còn thiếu trong khúc ca dao sau? Anh về Bình Định thăm cha Phú Yên. Đúng là như vậy. Bốn kỹ thuật hát vang dền nền nảy và ba hình thức Quan hát họ. Canh. Bạn có thêm 10 điểm. What is the second largest city in Vietnam by population? Thanh Hóa. Câu trả lời là Hà Nội. Đánh cho sử chi Quang Nam Trung. Quốc. Chính xác. Một người có thể nhiều lần mắc bệnh sởi nếu nhiễm khuẩn gây bệnh sởi đúng hay sai? Sai. Bạn có thêm 10 điểm. Tờ tiền polymer có giá trị 10.000. Nhỏ nhất. Chính xác. Những tuyến nào có cả trong cơ thể nam giới lẫn nữ giới, tuyến sữa, tất tuyến cả. Tùng. Đó là tuyến tùng và tuyến yên ạ. Quá trình xử lý cao su chuyển lưu hóa. Chính xác. Một tủ lạnh đặt trong phòng kín, khi tủ lạnh hoạt động mà chúng ta quên không đóng cửa tủ lạnh thì nhiệt độ phòng sẽ thay đổi như thế nào? Tăng lên. Đúng là như vậy. Tính đến nay những môn thể thao nào đã mang huy chương về cho Việt Nam qua các kỳ Thế vận hội mùa hè là cử tạ, taekwondo và bắn súng. Chính xác. Khu vực nào được xem là vùng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long? Đông Nam Bộ. Bạn có thêm 10 điểm. Việt Hoàng đã nhận được một số điểm rất cao sau phần thi khởi động 100 điểm. Xin chúc mừng bạn. Người tiếp theo khởi động cùng chúng ta là bạn Phạm Thọ Quốc Long đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận. Chào Quốc Long. Em chào chị và chào tất cả các khán giả có trong trường quay S14. Vâng, vườn thanh long của bạn hồi này thu hoạch thế nào? Có tốt không ạ?
Nói chung là thời tiết thì mình không thể dự đoán trước được gì nên là năm nay cũng không được tốt lắm. Không được tốt lắm ạ. Và chắc là cũng vì lẽ đó nên là bạn đã không mang trái thanh long nào tới trường quay S14 hôm nay đúng không? Vâng. Thú thực là tôi đã ăn thanh long rất nhiều nơi nhưng chưa có cái trái thanh long nào mà ngon, ngọt và thơm như thanh long vườn nhà bạn đâu ạ. Cảm ơn lời khen. Và Quốc Long bây giờ đã sẵn sàng để nhập cuộc chưa? Dạ, em sẵn sàng. Hãy cổ vũ thật nhiều cho Phạm Thọ Quốc Long cho phần thi đầu tiên. Phần thi khởi động. Hãy cho biết Trường Ca Sinh Nhã là bộ chủ thi của đồng bào dân tộc nào? ED ạ. Vitamin B nào có trong gan cá biển, sữa, trứng? Nếu B12. Vitamin B12. Trong quá trình sản xuất thủy tinh, nếu ta cho thêm PO vào. Chính xác. Đội bóng đến từ nước nào đã vô địch giải bóng chuyền nữ? Nhật Bản. Khu vực Bắc Trung Bộ nước ta bị giới hạn bởi dãy núi ở phía Bắc và dãy núi Sơn, Tam Việt và Bạch Mã. Ở mạch điện gia đình để đảm bảo an toàn điện, cầu chì và công tắc phải đứng bắc vào dây nóng hay dây nguội? Nóng. Bạn có thêm 10 điểm. Bắc Hồ đã đặt tên cho ngọn núi và dòng suối tại Bắc Bó theo tên của hai vị lãnh tụ cách mạng nào? Cách mạng Lenin. Chính xác. Những giai điệu đào liễu, lới lơ, du kệ, làn thảm được coi là từ quý trong bộ môn nghệ thuật nào? Hội họa. Nghệ thuật chèo. Tờ báo nào là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam? Chính xác. Thân thể con người 37 độ C phát ra bức xạ nào? Đó là hồng ngoại. Theo ý tưởng của Larry Song, ngày 14 tháng 3 hàng năm được chọn là ngày dành cho mặt số. Chính xác. What kind of vegetable is considered the symbol of Halloween? Là pumpkin. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Quốc Long. Bạn đã giành được 90 điểm cho phần thi khởi động. Chúc mừng Quốc Long. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Phạm Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thế nhưng trước đó tôi muốn hỏi Huy Hoàng là tình hình sức khỏe của bạn hôm nay thế nào ạ? Em đang khá là ổn ạ. Khá là ổn, và bạn chuẩn bị điều gì về kiến thức cũng như là tinh thần trước khi đến với trận chung kết này ạ? Về kiến thức thì em cũng không chuẩn bị được quá nhiều nhưng mà em vẫn giữ cho mình một tinh thần thoải mái như 3 trận thi trước ạ. Vâng, và tôi hy vọng là ngày hôm nay tinh thần thoải mái ấy sẽ giúp bạn giành được những số điểm thật cao trong phần thi khởi động này. Và bạn đã sẵn sàng đến với phần thi này chưa ạ? Em đã sẵn sàng rồi. Vâng, chúc bạn thật thành công và may mắn ạ. Sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Phạm Huy Hoàng. Biệt danh nào được nhắc đến trong những câu ca dao sau? Mắc cạn. Chính xác. Câu thứ tự đầu tiên có giá trị của nước ta tên là gì? Chính xác. Hai con vật nào xuất hiện trong bài hát sau? Bỏ qua. Cái tôm và cái tép. Theo sách Sinh học 8, từ chứng nan y trong các nền y học cổ của nhân loại gồm 4 bệnh khó chữa nhất là đó là lao ạ. Một số tự nhiên khác không chia hết cho 10 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho những số tự nhiên nào nhỏ? 2 và 5. 1, 2 và 5. Ánh sáng huỳnh quang hay lân quang có thời gian sáng lâu hơn sau khi ngừng tiếp? Lân quang. Chính xác. Mỏ dầu nào được khai thác? Bạn có thêm 10 điểm. Tác phẩm nào của Nguyễn Trãi được đánh giá? Quân chương từ mệnh tập. Chúc mừng bạn. Trong hang động, thành nhũ là kết quả lâu dài của sự chuyển hóa lẫn nhau. CaCO3CaH2O3 hai lần. Chính xác. Sleep. Đáp án là sleep. Trên bảng xếp hạng ATP ngày 21 tháng 8 2017, tay vợt nào có số điểm cao nhất trong số các tay vợt ở khu vực Đông Nam Á? Vũ Hoàng Nam. Đó chính là Lý Hoàng Nam. Máy soi chiếu hành lý của hành khách trong ngành hàng không dùng bức xạ nào để giúp ta thấy được mình? Đó là tia X ạ. Thời gian vẫn còn nhưng bạn đã trải qua đầy đủ 12 câu hỏi và giành về cho mình 70 điểm. Xin chúc mừng Phạm Huy Hoàng. Vâng, thông thường thì các câu hỏi ở phần thi khởi động ở cuộc thi chung kết năm luôn luôn khó hơn so với các cuộc thi trước đó tuần, tháng, quý. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những điểm số mà các thí sinh của chúng ta giành được thì họ đang chứng minh rằng vì sao họ có mặt ở đây, họ xuất sắc như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết xem số điểm họ đang giành được sau phần thi đầu tiên này là như thế nào. Bạn Nhật Minh đang có 70 điểm. Đó cũng là số điểm của Huy Hoàng. Đang sở hữu số điểm 90 là Quốc Long và tạm thời dẫn đầu với 100 điểm là Việt Hoàng. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đến sát gần nhau, cảm nhận sự thơm mát bất tận, xóa tan giới hạn với hơi thở cực thơm mát và tác động sạch khuẩn trong kem đánh răng Close-up mới. Close-up mới, cực thơm mát, sát gần nhau. Bên trong da, chất bẩn tích tụ gây ra vết thâm. Giới thiệu sữa rửa mặt Pond's White Beauty mới. Chăm sóc da từ bên trong, giúp làm mờ vết thâm, cho làn da sáng hồng. Sữa rửa mặt của bạn có làm được điều đó. Mụn đã có chuyên gia Agnes. 3S sạch nhờn, sạch khuẩn, sạch mụn. Creamy Wash rửa sạch sâu. Silin Gel kháng khuẩn mụn. Agnes mỗi ngày 6 mà có mụn.
vui, trách nhiệm, chất chơi, chín chắn, trà xanh C2, mát lành, thanh khiết. Cho thế hệ chất chơi và chín chắn, chuẩn chất chơi và chín chắn của bạn là gì? Sữa chua uống Top Team, tự tin, sáng tạo chất riêng. Khi chưa nắng nóng làm bạn lơ đờ, Coca-Cola mát lạnh bật tuôn hứng khởi. Alpenlibe mới nay gấp đôi lượng sữa, với nguyên liệu ngoại nhập. Alpenlibe gắn kết yêu thương. Cô tin cháu đi, cái này dùng rất là dễ. Ai bên bạn khi ngày dài thử sức? Nutriboost luôn sẵn sàng tràn năng lượng. Thành phố trước nguy cơ bị tàn phá. Sự sống trở lại cho thành phố. Hyundai Tucson, thế hệ hoàn toàn mới. Tôi cần oxy. Oxy cực sạch, cực sáng, cực đã, chuẩn đẹp trai. Đẹp trai phải thế oxy. Mới Oxy Clear Dashboard, sáng thâm, mờ sạm. Lật nắp phóng ngay điện thoại selfie Oppo. Mua 8 hộp tặng ngay một hộp cùng loại. Chương trình áp dụng trên tất cả sản phẩm sữa chua Barbie và Lip. Nhanh tay lên, cơ hội sở hữu 450 điện thoại Oppo xanh điệu trong tầm tay. Khi phái mạnh chiến đấu đổ mồ hôi, da đầu sẽ càng nhờn ngứa và gầu có nguy cơ xuất hiện. Clear Men gấp 2 lần sức mạnh đánh bay gầu, loại bỏ nhờn, đánh bay gầu cho đàn ông bất khả chiến bại. Nhận ngay quà tặng cực ngầu khi mua dầu gội Clear Men. Kem dưỡng trắng da Hazeline mới với sự kết hợp thực chất từ thiên nhiên giữa matcha và lựu đỏ giúp nuôi dưỡng làn da trắng rạng ngời thuần khiết. Sáng mừng ngày mới với làn da trắng rạng ngời thuần khiết dòng Hazeline từ thiên nhiên mới. Được hơn 95% phụ nữ tin dùng với công nghệ Oxy Fusion, Dove giúp tóc bồng bềnh hơn đến 95%. Tóc bồng bềnh cho hè nhẹ tênh chỉ có thể là Dove dưỡng tóc bồng bềnh. Khả năng liên kết, sự nhạy bén luôn là điều kiện cần để các thí sinh có thể thành công trong phần thi vượt chướng ngại vật. Bạn căn cứ vào những điều gì? Câu trả lời của Hằng An, thứ nhất là tường sơn và hình ảnh nó giống như là một góc của bản đồ của vực Bắc Trung Bộ. Ở Hằng An thứ nhất thì em có đáp án là Cao Lỗ, và đó là tể tướng của triều đình Âu Lạc. Thì em thấy thì đó là điện tâm đồ, và cái này thường hay xuất hiện trong các bộ phim. Trong năm thứ 17 này, 48 trên 52 chướng ngại vật đã được vượt qua, trong đó 16 chướng ngại vật được tìm ra ngay ở hàng ngang đầu tiên. Có thể nói Phạm Huy Hoàng là ông vua chướng ngại vật của năm khi bạn là người duy nhất thành công trong cả 3 cuộc thi trước đó. Em xin trả lời chướng ngại vật là hồng cầu. Chướng ngại vật là tiếng Anh ạ. Câu trả lời của em là pin mặt trời ạ. Bạn đã giúp tất cả các nhà leo núi này hôm nay tìm thấy chướng ngại vật. Xin chúc mừng Huy Hoàng. Và tất nhiên Huy Hoàng cũng là người có tổng điểm cao nhất ở phần thi này với 210 điểm. Trước mắt 4 nhà leo núi sẽ là chướng ngại vật cuối cùng, liệu có khoảng cách nào sẽ được tạo ra? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị có thể tham gia dự đoán chướng ngại vật của chương trình bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp CNV, dấu cách đáp án gửi 8369. Trong đó CNV là mã của phần thi, đáp án viết liền không dấu. Giải thưởng dành cho khán giả chiến thắng trong phần thi vượt chướng ngại vật là một phần quà trị giá 5 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, sẽ dành cho người trả lời nhanh và chính xác nhất. Chúc quý vị khán giả may mắn.
vượt chướng ngại vật, số điểm của các thí sinh đang lần lượt là 70, 90, 100 và 70 điểm. Lúc này chướng ngại vật đã ở ngay trước mắt và đang chờ các bạn vượt qua trong thời gian nhanh nhất. Hồi hộp, kịch tính là những gì mà người ta vẫn thường nói về phần thi này, và đặc biệt trong một cuộc chơi như chương trình chung kết của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 thì những yếu tố đó chắc chắn sẽ còn được đẩy cao hơn nữa. Nhiệm vụ của 4 nhà leo núi ngày hôm nay đó là phải đi tìm một từ khóa gồm có 4 chữ cái, và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý. Phan Đăng Nhật Minh sẽ là người đưa ra sự lựa chọn đầu tiên, xin mời bạn. Em sẽ chọn từ hàng ngang số 3. Từ hàng ngang số 3 gồm có 6 chữ cái. Vũng Thùng là tên dân gian của một vịnh biển thuộc tỉnh thành nào? Thời gian đã hết, sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh. Câu trả lời của Nhật Minh là Phú Yên, câu trả lời của Việt Hoàng cũng là Phú Yên, của Huy Hoàng cũng vậy, và câu trả lời của Quốc Long là Nghệ An. Đã có 3 thí sinh trả lời đúng ở câu hỏi này. Rất tiếc là đã không có thí sinh nào trả lời đúng ở câu hỏi này ạ. Và như vậy, từ hàng ngang này vẫn còn là một ẩn số với chúng ta. Và xin mời Việt Hoàng sẽ tiếp tục đưa ra sự lựa chọn của mình. Em lựa chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 2 ký tự. Theo tên của ca khúc này, Hà Nội có bao nhiêu mùa hoa? Là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ. Tôi yêu những sắc hoa. Sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh. Cả 4 bạn đều đưa ra câu trả lời là 12, và lần này thì họ đã giải mã từ hàng ngang thành công rồi ạ. Chúc mừng các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với góc hình ảnh đầu tiên của chướng ngại vật, đó sẽ là một gợi ý rất quan trọng. Mời Quốc Long. Và tôi đã nhận thấy tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật của Phan Đăng Nhật Minh. Mời bạn. Câu trả lời của em là APEC ạ. Vâng, APEC có đầy đủ 4 chữ cái. Trước khi đưa ra câu trả lời vừa rồi, tôi nhận thấy Nhật Minh khá căng thẳng. Bạn liên tục ôm mặt và thở rất mạnh. Và tôi tin chắc rằng lời động viên cổ vũ từ phía các thầy cô và bè bạn đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng Quảng Trị là rất cần thiết với Nhật Minh lúc này. Xin mời. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Chúng tôi tin rằng đây là câu trả lời chính xác. Chúng tôi tin rằng đây là câu trả lời chính xác. Một không khí rất là tuyệt vời. Nhật Minh ơi, trời đã mưa rồi nhưng chúng tôi ở đây và câu trả lời của bạn đã phá vỡ không khí ảm đạm của ngày mưa đây. Hãy chia sẻ tình cảm của chúng ta với Nhật Minh các bạn thân mến. Bây giờ chúng tôi đang rất chờ đợi kết quả cuối cùng từ phía trường quay S14 ạ. Nhật Minh. Các bạn cổ động viên, các thầy cô giáo thì luôn luôn đặt trọn niềm tin vào thí sinh của mình. Nhưng kết quả thì vẫn còn ở phía trước. Trong một cuộc chơi quan trọng như đường lên đỉnh Olympia, không có chỗ cho sự mạo hiểm, cũng không có chỗ cho sự liều lĩnh, nhất là khi chúng ta đang không có quá nhiều lợi thế. Hiện nay thì Nhật Minh đang tạm đứng cuối đoàn leo núi cùng với Huy Hoàng, chỉ với 80 điểm thôi, và sẽ thật bất lợi nếu như bây giờ cơ hội tiếp tục thi của bạn phải dừng lại. Bạn đã nghĩ những gì ạ trong những giây cuối cùng trước khi quyết định bấm chuông? Thì em khá phân vân về câu trả lời của mình ạ. Khá phân vân ạ.
Trong một cuộc chơi như thế này, khi khá phân vân mà bạn vẫn quyết định bấm chuông, có phải quá mạo hiểm không? Em không nghĩ là em đã quá mạo hiểm. Nếu được làm lại, bạn vẫn quyết định trả lời là APEC ạ? Em vẫn sẽ quyết định trả lời APEC ạ. Có những sự kiện nào đã khiến bạn nghĩ tới APEC? Bởi vì theo như em được biết thì APEC năm 2017 được tổ chức vào tháng 12. Và hình ảnh giống như là một góc của biểu tượng APEC ạ. Vâng, chỉ là một góc nhỏ thôi ạ. Vẫn còn có khá nhiều những góc khác nữa. Biết đâu lại là một hình ảnh khác thì sao? Em mong là câu trả lời của em là đúng. Vâng, bạn luôn mong câu trả lời của bạn là đúng. Và đó cũng chính là lý do mà bạn đã quyết định bấm chuông. Cơ hội dành cho những nhà leo núi còn lại không còn nữa. Chúc mừng Nhật Minh, bạn đã chính thức vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với việc vượt qua chướng ngại vật ngày hôm nay. Chướng ngại vật mà chúng ta phải đi tìm chính là APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, đã ra đời vào năm 1989, gồm 12 thành viên sáng lập và qua 4 lần mở rộng vào các năm 1991, 1993, 1994, 1998, thì cho tới nay nó đã có 21 nền kinh tế thành viên. Và đúng như Nhật Minh chia sẻ, hình ảnh trong chướng ngại vật chính là biểu trưng của APEC Việt Nam 2017. APEC 2017 có chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 năm nay tại Đà Nẵng. Và một lần nữa xin chúc mừng Phan Đăng Nhật Minh đã có thêm 60 điểm. Vâng, và không khí trường quay của chúng tôi đang nóng hơn bao giờ hết sau khi bạn Phan Đăng Nhật Minh đã là người trả lời được chướng ngại vật của ngày hôm nay. Và Phan Đăng Nhật Minh cũng đã tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các thí sinh đang sở hữu những số điểm như thế nào sau phần thi vượt chướng ngại vật. Huy Hoàng đang có 80 điểm. Sở hữu số điểm 100 là Quốc Long. Đang có 110 điểm là Việt Hoàng. Và tạm thời dẫn đầu với 140 điểm là Nhật Minh. Vâng, như vậy là chướng ngại vật của chương trình ngày hôm nay đã được vượt qua, và phía trước mắt các thí sinh bây giờ sẽ là một đoạn đường bằng phẳng hơn ở phần thi tăng tốc. Thế nhưng trong lúc đợi các thí sinh chúng ta hồi sức lại một chút và chuẩn bị cho một chặng đường dài này, thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc có tựa đề là Sống Đúng Chất, với sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh dưới sự biểu diễn của nhóm O+. Phút này đây tôi nhìn ra khung trời xanh bao la, nhưng đàn chim vô cánh bay xa. Ôi thế giới tuyệt vời. Phút này đây khi ngọn lửa đang bùng lên trong tim, phải tự tin và đừng mãi đứng yên. Thế giới bao la vẫn gọi mời. Vượt ngàn trùng núi cao vượt sâu, bỏ lại khó khăn đằng sau. Tương lai ở đôi bàn tay, vì tương lai của tôi phải nắm lấy. Mai sẽ cuộc đời vẫn lan, đưa ta đi đến mọi miền thế giới. Một trường mới, một cuộc sống mới. Hãy bước tới phiêu du cùng cuộc đời, mãi sẽ cuộc đời vẫn lan. Chúng ta khám phá những điều chưa biết. Một trường mới, một cuộc sống mới. Tận hưởng thế giới sống đúng chất là tôi. Ta đi trên hành trình xa hơn, ta lại mang theo những đam mê. Ôi cuộc sống tuyệt vời. Mỗi ngày qua ta hòa mình vào cùng thiên nhiên, tha hồn tan theo tiếng gió reo. Thế giới bao la vẫn gọi mời. Vâng vâng ngàn trùng núi cao vực sâu, bỏ lại khó khăn đằng sau. Tương lai ở đôi bàn tay,
sống mới, hãy bước tới phiêu du cùng cuộc đời. Anh sẽ cuộc đời vẫn lan, chúng ta khám phá những điều chưa biết. Một chương mới, một cuộc sống mới, tận hưởng thế giới sống đôi chân ta thôi. Băng qua những con đường, băng qua những núi đồi, băng qua những chân trời, những chuyến đi của cuộc đời, băng qua những cánh đồng, băng qua những sông hà, những chuyến đi của cuộc đời. Một trường mới, một cuộc sống mới, hãy bước tới phiêu du cùng cuộc đời. Bay sẽ cuộc đời vẫn lan, chúng ta khám phá những điều chưa biết. Một trường mới, một cuộc sống mới, tận hưởng thế giới sống đúng chân ta tôi. Taco hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Khi cảm xúc hòa quyện cùng một hướng nhìn, cùng một hơi thở, cùng một cảm nhận, tăng tốc, dừng lại và mỉm cười. Mazda 3 2017, chuyển động cùng cảm xúc. Wow, mình chọn kem này. Kem World Sandwich mới, độc đáo với kem vani sô-cô-la ngon mê ly, kẹp giữa bánh quy xốp bùi. Kem World Sandwich mới, lạnh tê, sời thích mê. Phụ nữ ngày càng mạnh mẽ, thách thức bản lĩnh đàn ông. Nữ gần đàn ông tích cực. Bánh này hình dáng dễ thương quá ha. Bánh này thơm mùi sữa quá. Bánh mềm và ngon nữa. It's just very healthy. Dạ, bánh các chị đang ăn hoàn toàn không dùng nước, chỉ dùng sữa tươi để nhào bột. Thật sao? Làm bánh như vậy được hả? Cho con ăn, không thấy yên tâm nữa. Yên tâm, vì bánh làm bằng sữa tươi. Phết ra yêu em dạ. Bởi vì em có mì, hành, tôm. Đồ dớt dớt. Còn gì em đậm đà, chua chua cay cay. Ý là chua hoa chứ gì, chia tay đi. Anh yêu em không cần lý do. Mì ly mô đen cuối cùng cưỡng nổi. Sữa tắm ăn sơn tơ với hương nước hoa Pháp, cho làn da mềm mịn, quyến rũ nồng nàn. Mềm mịn quyến rũ hơn với chai lớn 900g. Laurier Fresh and Free luôn nhìn thế giới theo cách riêng đầy cảm hứng. Dù trong những ngày ấy, vì mình có Laurier Fresh and Free mới. Bề mặt rãnh caro đột phá từ Nhật Bản, siêu thấm gấp 2 lần, khô thoáng gấp 5 lần, mềm mại cho da. Laurier Fresh and Free, cảm hứng tươi mới, khơi lối tự do, diện mạo tươi trẻ hơn, giới thiệu đêm siêu chống tràn cải tiến mới. Lăn ngăn mùi bạn dùng tuy thơm nhưng có thể gây vệt ố vàng trên áo. Lăn ngăn mùi Nivea Black and White giúp giảm vệt ố vàng trên áo, cho da sáng mịn cùng hương thơm quyến rũ. Lăn và xịt ngăn mùi Black and White từ Nivea. Hằng đã tìm ra một bí quyết mới. Clear thảo dược mới với 9 thảo dược quý.
không còn ngứa, sạch gầu từ lần gội đầu tiên. Clear thảo dược mới, đột phá hàng chọn Clear. Tăng tốc luôn là phần thi mang đến nhiều bất ngờ nhất trong một chương trình đường lên đỉnh Olympia. Trong 3 cuộc thi trước, 4 nhà leo núi của chúng ta đều đã có những màn tăng tốc rất ấn tượng. Nếu xét về tính chính xác, cả 4 thí sinh đều là những đối thủ ngang sức ngang tài khi họ đều trả lời đúng hầu hết các câu hỏi. Nếu xét về tốc độ, thời gian ngắn nhất để các thí sinh đưa ra câu trả lời chỉ chênh lệch gần 0,5 giây. Và khi kết hợp hai yếu tố chính xác và tốc độ thì các nhà leo núi có thể giành được một số điểm rất cao, như số điểm 390 của Huy Hoàng trong 3 cuộc thi tuần, tháng, quý. Còn bây giờ hãy chờ xem 4 nhà leo núi xuất sắc nhất sẽ tăng tốc như thế nào. Quý vị có thể tham gia trả lời các câu hỏi trong phần thi tăng tốc bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp OLTT dấu cách X dấu cách Y gửi 8369. Trong đó OLTT là mã của phần thi, X là thứ tự của câu hỏi, Y là đáp án viết liền không dấu. Thời điểm nhắn tin hợp lệ được tính từ khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi đến khi công bố đáp án câu hỏi đó. Giải thưởng dành cho khán giả có nhiều câu trả lời nhanh và chính xác nhất trong phần thi tăng tốc là một phần quà trị giá 5 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Chúc quý vị khán giả may mắn. Kiến sự xuất sắc của bạn Nhật Minh trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và phía trước các thí sinh bây giờ sẽ là một phần thi mà các bạn có thể thể hiện được tốc độ đánh máy, tốc độ suy nghĩ cũng như sự chính xác của mình. Tăng tốc. Với tính chất quan trọng của phần thi này thì những nhà leo núi của chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ phía 4 trợ lý của chương trình Đường lên đỉnh Olympia và chúc cho các bạn ngày hôm nay sẽ thật thành công, ghi được số điểm thật cao trong phần thi tăng tốc. Sau đây sẽ là nội dung của câu hỏi đầu tiên. Hãy giải mật mã bên trái dựa vào bảng bên phải để tìm ra tên một tỉnh của Việt Nam theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới của hình bên trái. Thời gian đã hết, sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh. Trả lời nhanh nhất ở 1 giây 68, câu trả lời của bạn Huy Hoàng là Cà Mau. Đó cũng là phương án được bạn Nhật Minh, Việt Hoàng lựa chọn và câu trả lời của Quốc Long là An Giang. Tôi muốn hỏi Huy Hoàng ạ, bạn đã tìm ra được quy luật gì trong những hình vẽ vừa rồi? Em nghĩ phần màu đỏ là phần khung ở hình bên phải, còn phần chấm trắng sẽ là vị trí của các chữ cái hoặc là các dấu tương ứng ở trong hình bên phải ạ. Vâng, và một cách giải thích dễ hiểu hơn là chúng ta sẽ dựa vào ký hiệu chấm trắng vào ô chứa chấm trắng để tìm ra các chữ cái và thanh điệu tương ứng. Và như vậy chỉ có một đáp án duy nhất là Cà Mau. Xin chúc mừng Phu Hoàng đã có thêm 40 điểm, Lâm Minh có thêm 30 điểm và Việt Hoàng có thêm 20 điểm. Những nhà leo núi của chúng ta đã tăng tốc khá tốt ngay từ câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ hãy cùng chờ xem ở câu hỏi thứ hai, số điểm tối đa 40 sẽ thuộc về ai? Đây là gì? Thời gian đã hết, sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh. Người trả lời nhanh nhất ở 21 giây 39 là bạn Huy Hoàng, phương án bạn đưa ra là núi lửa. Câu trả lời của bạn Nhật Minh là vành đai lửa Thái Bình Dương. Câu trả lời của bạn Việt Hoàng và Quốc Long đều là núi lửa và chúng tôi đang muốn nhắc tới núi lửa. Xin chúc mừng Huy Hoàng đã có thêm 40 điểm, Việt Hoàng có thêm 30 điểm và Quốc Long có thêm 20 điểm với câu trả lời rất chính xác vừa rồi.
Điểm số đã thay đổi khá nhiều sau hai câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc. Và bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi thứ 3. Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thời gian đã hết, sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh. Câu trả lời của bạn Huy Hoàng là BDAC. Câu trả lời của bạn Quốc Long cũng là BDAC. Phương án trả lời của Nhật Minh là BCDA và câu trả lời của Việt Hoàng là BACD. Để tìm ra được đáp án chính xác cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải tự đặt ra và trả lời các câu hỏi sau. Có xe nào đi vào giao lộ hay không? Không. Có xe nào được ưu tiên hay không? Có. Và xe ưu tiên đó chính là xe công an sẽ đi đầu tiên. Có đường ưu tiên hay không? Có. Vậy xe nào nằm trên đường ưu tiên sẽ đi tiếp theo? Ở đây ta thấy đó là xe tải. Lúc này thì xe công an và xe tải đã đi rồi, chỉ còn lại xe khách và xe con. Và theo nguyên tắc thứ tư, hướng phải của xe khách trống. Vì thế xe khách sẽ đi trước xe con. Và thứ tự đúng sẽ là xe công an, xe tải, xe khách, xe con, tức là B, A, D, C. Và rất tiếc không có bạn thí sinh nào trả lời chính xác cả. Vâng, đã có thêm những kiến thức về luật giao thông đường bộ chúng ta đã nhận được sau câu hỏi vừa rồi đúng không ạ? Thật nhanh chóng. Đã trải qua 3 câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc rồi. Và trước mắt chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng trong phần thi này mà thôi. Các bạn thí sinh hãy cố gắng bình tĩnh, thật nhanh nhưng cũng phải thật chính xác nhé. Đây là gì? Thời gian đã hết, sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh. Câu trả lời của bạn Quốc Long là bệnh tiêu chảy. Câu trả lời của Nhật Minh là bệnh sốt xuất huyết. Và đó cũng là phương án được Việt Hoàng, Huy Hoàng lựa chọn. Vâng, thời gian gần đây thì căn bệnh này đã được nhắc tới rất nhiều bởi vì nó đã bùng phát thành dịch ở khá nhiều địa phương trên cả nước và hy vọng quý vị sức khỏe khán giả sẽ luôn luôn có phương án để phòng chống căn bệnh này. Và đáp án cho câu hỏi này chính là bệnh sốt xuất huyết. Xin chúc mừng Nhật Minh đã có thêm 40 điểm, Nhật Hoàng có thêm 30 điểm và Huy Hoàng có thêm 20 điểm. Và chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành phần thi tăng tốc. Vâng, như vậy là phần thi tăng tốc đã qua đi nhanh chóng đúng như tên gọi của phần thi này. Và các thí sinh cũng đã vận dụng được khá tốt những cơ hội tăng tốc của mình để nâng thêm nữa rất nhiều những số điểm. Và bây giờ số điểm của họ đều đang rất cao rồi. Trước khi đến với phần thi về đích thì chúng ta hãy cùng xem những số điểm họ đang sở hữu là như thế nào và ai đang có những lợi thế. Đang có 120 điểm là Quốc Long. Sở hữu số điểm 180 là Huy Hoàng. Việt Hoàng đang có 190 điểm và tạm thời dẫn đầu với 210 điểm là Nhật Minh. Trước khi đến với những phần thi tiếp theo thì chúng tôi muốn có một lưu ý nhỏ trong phần thi khởi động của bạn Phan Đăng Nhật Minh. Ở câu hỏi về lĩnh vực nghệ thuật, chúng tôi đã hỏi bạn là Bà Giàng Bà Dí, Bèo Giạt Mây Trôi, Cây Trúc Sinh là những bài dân ca của khu vực nào. Đáp án bạn đưa ra là Nam Bộ, nhưng phương án trả lời chính xác phải là Nam Bộ. Tuy nhiên số điểm mà bạn đang có là một số điểm chính xác. Và câu trả lời chính xác ở đây phải là Bắc Bộ ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ hoán đổi vị trí một chút. Các bạn thí sinh sẽ nghỉ ngơi, đóng vai trò là cổ động viên cho những điểm cầu của mình. Bởi vì sau đây sẽ là phần chơi dành cho các điểm cầu. Không biết là các điểm cầu đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, chúng ta nhận thấy là không khí của các điểm cầu lúc này
rất nhộn nhịp, họ đã sẵn sàng để tham gia phần thi dành cho mình rồi. Phần thi này sẽ gồm có 3 câu hỏi do các thành viên trong ban cố vấn đưa ra. Các điểm cầu sẽ có 15 giây suy nghĩ và sau đó đưa ra câu trả lời. Điểm cầu đạt giải nhất sẽ có cơ hội nhận được phần quà trị giá 10 triệu đồng. Điểm cầu đạt giải nhì sẽ có cơ hội nhận được phần quà trị giá 5 triệu đồng. Điểm cầu đạt giải 3 giải khuyến khích sẽ nhận được phần quà trị giá 3 triệu đồng. Và tất cả giải thưởng này đều đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho các điểm cầu. Xin mời một thành viên trong ban cố vấn ạ. Tôi xin đọc câu hỏi như sau. Câu nước mưa là cưa trời nhắc đến tác hại của hiện tượng hóa học nào? Câu nước mưa cưa trời nhắc đến tác hại của hiện tượng hóa học nào? 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Thời gian đã hết và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu trả lời của trường Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Câu trả lời của chúng tôi là 1, 2, 3. Xin lỗi quý vị khán giả một tí. Quý vị nhìn là cảm thấy hơi giật mình nhưng mà mưa to quá thành ra là bây giờ viết nó không vào cái bảng. Bây giờ một bạn đại diện đội thi của chúng ta có thể trả lời được không? Rất ngắn gọn thôi nhá. Câu trả lời là... Mưa axit. Vâng ạ, xin mời S14 là chúng tôi tin rằng đây là câu trả lời chính xác. Xin mời điểm cầu trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, chúng tôi đang có mặt ở trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn và đội Olympia của chúng tôi. Ở đây chúng tôi ghi được rất rõ đáp án lên bảng. Và đáp án của chúng tôi là mưa axit. Và chúng tôi cũng tự tin 100% đây là đáp án chính xác. Cảm ơn biên tập viên Trần Ngọc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ở điểm cầu của trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận thì có phương án nào khác không? Xin mời. Vâng ạ, chúng tôi ở đây cũng có bắt đầu có mưa rồi. Nhưng mà đáp án của chúng tôi vẫn ở nguyên ở trên bảng ạ. Đó là mưa axit. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của điểm cầu cuối cùng đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Các bạn ở đâu rồi ạ? Đánh nhanh, thắng nhanh, giống như huy hoàng. Đáp án của chúng tôi là gì ạ? Đáp án của điểm cầu trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là mưa axit. Bốn câu trả lời giống hệt nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi phần phân xử cuối cùng đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Ninh, cố vấn hóa học của chương trình. Xin mời thầy. Vâng, xin cảm ơn bốn đầu cầu. Như vậy là kết quả các bạn đều đúng cả. Vâng. Đáp án chính xác cho câu hỏi này chính là mưa axit ạ. Các điểm cầu đã hoàn thành rất tốt câu hỏi đầu tiên và bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi thứ hai được cung cấp bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Khôi. Xin mời thầy. Xin chào các điểm cầu. Sau đây là nội dung câu hỏi của tôi. Hãy tìm một thành ngữ tiếng Việt liên quan đến hiện tượng vật lý mà các bậc cha mẹ hay nhắc đến khi con cái không vâng lời và nêu tên hiện tượng vật lý đó. Tôi xin được đọc lại câu hỏi. Hãy tìm một thành ngữ tiếng Việt liên quan đến hiện tượng vật lý mà các bậc cha mẹ vẫn thường nhắc đến khi con cái không vâng lời và bạn hãy nêu tên hiện tượng đó. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Thời gian đã hết và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu trả lời của các điểm cầu ạ. Xin mời Quảng Trị. Xin mời Quảng Trị.
Câu này quá dễ đúng không các bạn? Câu trả lời của chúng tôi là cá không ăn muối cá ươm, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Lần này thì đã khắc phục được sự cố trời mưa rồi đúng không ạ? Câu trả lời rất rõ ràng, rành mạch. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu trả lời của trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Chúng tôi đang quay trở lại với điểm cầu Trung học phổ thông Sóc Sơn. Và chúng tôi xin đưa ra đáp án là nước đổ đầu vịt. Đây là hiện tượng không dính ướt. Đây mới là câu trả lời đúng, Sơn Lâm ạ. Vâng, một nụ cười rất hả hê và sung sướng của biên tập viên Trần Ngọc ạ. Thế còn điểm cầu Bình Thuận thì sao? Tại điểm cầu Bình Thuận, chúng tôi là về phe anh Sơn Lâm. Chúng tôi không đồng ý với anh Trần Ngọc ạ. Đáp án của chúng tôi là cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Vâng, đã có một sự đồng lòng giữa Bình Thuận, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo và trường Trung học phổ thông Sóc Sơn Hà Nội. Thế còn điểm cầu cuối cùng, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, các bạn có đáp án khác hay không? Hãy cùng chờ xem nhé. Vâng ạ. Đáp án của chúng tôi không phải là liên quan đến con cá mà phải là con vịt. Nước đổ đầu vịt, hoặc cho thêm một đáp án nữa là nước đổ lá khoai. Bây giờ sẽ là câu trả lời cuối cùng đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Khôi, cố vấn môn vật lý của chương trình. Xin mời thầy. Rất là vui là cả bốn đầu cầu đã đưa ra các cái đáp án. Sau đây là đáp án của tôi. Đáp án này gồm hai phần. Thứ nhất là tìm thành ngữ. Và thứ hai là nêu tên hiện tượng vật lý. Thế thì phần thành ngữ thì có thể có 3 câu trả lời. Nước đổ lá khoai, nước đổ lá môn hoặc nước đổ đầu vịt. Về hiện tượng vật lý thì có thể có 2 câu trả lời là hiện tượng không dính ướt và hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Xin cảm ơn thầy, và như vậy chúng ta đã rõ điểm cầu giành chiến thắng ở câu hỏi thứ 2 là điểm cầu nào rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng trường Trung học phổ thông Sóc Sơn Hà Nội. Các bạn đang chiếm ưu thế rất lớn, hãy cố gắng với câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi cuối cùng trong phần chơi của các điểm cầu sẽ được cung cấp bởi giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Vũ Văn Vụ. Xin mời thầy. Xin kính chào các quý vị khán giả. Đây là câu hỏi của tôi. Nhân dân ta đã tóm tắt nghệ thuật sử dụng gia vị trong ẩm thực qua các câu ca dao nào? Cảm ơn thầy. Tôi xin phép được nhắc lại câu hỏi. Nhân dân ta tóm tắt nghệ thuật sử dụng gia vị trong ẩm thực qua câu ca dao nào? 15 giây suy nghĩ dành cho các điểm cầu. Bắt đầu! Thời gian đã hết mà tôi nhận thấy là hình như các điểm cầu vẫn còn mải mê viết ạ. Không biết là lúc này đã có điểm cầu nào có tín hiệu xin trả lời câu hỏi chưa ạ? Đáp án quá dài cho nên mất khá nhiều thời gian. Và xin mời trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Vâng, chúng tôi đã có câu trả lời rồi ạ. Trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Chúng tôi lại có câu trả lời rồi. Đây là một câu trả lời mà tôi thấy các bạn ấy rất là đồng lòng. Và với các bạn ấy thì chắc chắn đây là câu trả lời chính xác, đúng không ạ? Câu trả lời như sau: con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Đúng không ạ? Đúng không các bạn? Đúng rồi nha. Vâng, thưa em 14 ạ. Xin cảm ơn biên tập viên Sơn Lâm. Anh bị ướt gần hết rồi, nhìn hình ảnh rất là đáng yêu đúng không ạ? Và cũng rất là thương nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm cầu tiếp theo ạ. Xin mời trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Vâng ạ,
sung so với phương án được Quảng Trị đưa ra rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Tôi đang thắc mắc một điều là tại sao mọi người đều có khoảng thời gian như nhau? Một người thì viết không đủ, một người đọc không hết là thế nào? Thôi để chúng tôi đọc lại một lần nữa và viết rất đầy đủ nhá. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ồn ỉn mua hành cho tôi, con chó không đứng không ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng, là đáp án của Sóc Sơn. Sóc Sơn. Sóc Sơn, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Sóc Sơn. Vâng, trời nắng đẹp cho nên là viết khá nhanh và rất rõ ràng đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm cầu cuối cùng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận để xem họ có câu trả lời nào khác không. Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo chúng tôi một mình một đáp án là thế mới oách ạ. Trước khi công bố đáp án này thì chúng tôi muốn giới thiệu một chút về cái bảng của chúng tôi rất là dễ thương với những hình vẽ và thông điệp tình cảm vô cùng dành cho Quốc Long. Trong cái con này mọi người thấy có quen quen và dễ thương không ạ? Đây có phải con Pikachu không? Dạ không ạ chị, đây là con Pikalong. Đây là con Pikalong và thông điệp của chúng tôi là Quốc Long hóa rồng lên đỉnh. Thì còn đáp án của cầu Bình Thuận như sau: gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Đó là một câu trả lời khác. Và đáp án cuối cùng sẽ được cung cấp ngay lúc này bởi giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Vũ Văn Vũ. Xin kính mời thầy. Vâng, đáp án của câu này là con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng riêng. Câu trả lời đã rõ. Và như vậy giải thưởng trị giá 10 triệu đồng đã thuộc về điểm cầu của biên tập viên Trần Ngọc, trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Giải nhì trị giá 5 triệu đồng thuộc về điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, và hai điểm cầu còn lại sẽ nhận được phần quà trị giá 3 triệu đồng. Xin cảm ơn các điểm cầu đã tham gia rất nhiệt tình và rất vui với phần chơi dành cho chính các điểm cầu. Và vừa rồi cũng là khoảng thời gian thư giãn rất cần thiết dành cho những nhà leo núi trước khi họ bước vào phần thi đầu tiên, phần thi về đích. Lúc này chúng tôi muốn mời quý vị khán giả xem truyền hình hãy cùng nghe lại một ca khúc đã gắn bó với chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 17 năm qua, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Vân có tên là Đường lên đỉnh núi. Nhưng ngày hôm nay, ca khúc đó sẽ được khoác lên mình một diện mạo mới qua sự thể hiện của nhóm PB Nation và Vũ Đoàn. Xin mời! PB Nation xin được chào tất cả mọi người ạ. Xin được chào tất cả các khán giả, tất cả các đầu thu truyền hình. Hôm nay lớn lên nào. Cùng hát vang lên câu ca chúng ta lên đường vượt đèo leo sâu. Đỉnh núi ô lim cao vời vẫn đang vây gọi cùng bao gian nan. Được tiến tới qua họ, được thánh chi kinh thường. Mình biết vinh quang đang chờ những ai dẫn đầu. Một vòng huyết quế cho người chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Vỗ tay lớn lên nào. Một vòng huyết quế cho người chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Cùng hát ta lên tổ ca chúng ta lên đường vượt đèo leo sâu. Tay lớn lên nào các bạn ơi. Cao ơi vẫn đang đây gọi vượt qua gian nan. Đừng tiến tới qua họ, đừng thái chi kiên cường. Đỉnh núi vinh quang đang chờ những ai dẫn đầu. Một vòng huyết quế cho người chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Chưa, chưa phải màu hồng như ta vẫn thường nghĩ. Thành quả sẽ đem những con người đam mê và chăm chỉ. Đỉnh cao là một chặng đường dài với nhiều nỗi lo và toan tính. Và khi chúng ta đồng tâm tất cả nhân duyên tạo nên bởi chiến tình Olympia. Mà đã làm mới cho mọi người cùng đi đến Olympia. Trên sân khấu cuộc đời chúng ta sẽ không bỏ phí đến Olympia. Thử thách ý chí gian nan vững vàng. Olympia. Vỗ tay lớn lên nào. Lên cầu ca chúng ta lên đường vượt đèo leo dốc. Đỉnh núi Olympia vẫn đang mây gọi cùng bao gian nan.
đường tiến tới khoa học, những thái chi kiên cường, đường lên vinh quang đang chờ những ai dẫn đầu. Một vòng nguyệt quế cho người diễn đang diễn đang diễn đang. Hát chậm lên chậm. Chúng ta lên đường vượt nghèo leo dốc. Hey hey. Vỗ tay lớn lên nào các bạn ơi. Đường lên tới khoa học, đường thái chi kiên cường. Đỉnh núi vinh quang đang chờ những ai dẫn đầu. Một vòng nguyệt quế cho người chiến thắng chiến thắng chiến thắng. Một vòng nguyệt quế cho người chiến thắng chiến thắng chiến thắng. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thiết kế ấn tượng thanh lịch và sang trọng. Công nghệ đột phá, trang bị nhiều tính năng hiện đại, nội thất 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi, vận hành vượt trội. Kia Sedona, sang trọng và tiện nghi. Wow, mình chọn kem này. Kem World Sandwich mới, độc đáo với kem vani sô-cô-la ngon mê ly. Kẹp giữa bánh quy xốp bụi. Kem World Sandwich mới, lạnh tê, sời thích mê. Sống chất, tôi chọn tự tay làm điều mình muốn. Và truyền cảm hứng chiến thắng đến từng đồng đội. Với dầu gội, tôi chọn Nivea Men. Dầu gội vùng khoáng, suốt bay nhờ ngứa. Nivea Men, tự tin sống chất. Dầu gội Romano với Pro Vitamin B5 cho tóc chắc khỏe. Và sữa tắm với hương thơm nam tính, lịch lãm, cho bạn luôn chủ động trong mọi tình huống. Trọn bộ tắm gội với hương thơm nam tính. Romano, làm chủ cuộc chơi. Alo, alo. Cảm ơn anh chị. Trong mì bởi nát rồi. Không đâu anh. Giới thiệu mì Coco Bi Đại hoàn toàn mới. Dai ngon từng sợi. Lỡ tay việc gì, mì vẫn không bở. Từ nay nhà mình chuyển sang dùng mì Coco Mi Đại. Coco Mi Đại, dai ngon từng sợi. Jinzu Foods. Sữa tắm ăn sơn tơ với hương nước hoa Pháp, cho làn da mềm mịn, quyến rũ nồng nàn. Mềm mịn quyến rũ hơn với chai lớn 900g. Thì phải mạnh chiến đấu đổ mồ hôi, da đầu sẽ càng nhờn ngứa và gầu có nguy cơ xuất hiện. Clear Men gấp 2 lần sức mạnh đánh bay gầu, loại bỏ nhờn, đánh bay gầu cho đàn ông bất khả chiến bại. Nhận ngay quà tặng cực ngầu khi mua dầu gội Clear Men. Liệu lăn ngăn mùi hương thơm nồng có chứa nhiều cồn? Thử nghiệm nhé. Sau 3 giờ, cồn trong lăn hương thơm nồng có thể làm da thâm sạm như cánh hoa này. Lăn ngăn mùi ngọc trai Nivea không chứa cồn, dưỡng da sáng mịn. Dòng ngăn mùi ngọc trai nay có thêm dạng sáp từ Nivea. Cano có thành phần từ bột thịt thăn, chiết xuất xương ống và tủy, được hâm nhiều giờ cho món ăn đậm vị ngọt trọn vị ngon. Ngon quá mẹ ơi. Cano, vị ngon tròn yêu thương. Bốn thí sinh ngày hôm nay mỗi người đều có một điểm mạnh riêng cùng chiến thuật thi đấu phù hợp của bản thân trong phần thi về đích. Trong 3 lần về đích, Nhật Minh luôn thi đấu hết mình với 2 lần lựa chọn gói 80 điểm, 1 lần chọn gói 60 điểm. Đây cũng là thí sinh duy nhất ngày hôm nay 2 lần thành công với ngôi sao hy vọng ở câu hỏi 30 điểm. Số điểm mà Nhật Minh giành được từ các thí sinh khác cũng tốt nhất với 165 điểm. Phạm Thọ Quốc Long lựa chọn cách về đích khá an toàn với việc 2 lần sử dụng gói câu hỏi 40 điểm và 1 lần sử dụng gói 60 điểm. 110 là số điểm mà bạn giành được từ các thí sinh khác qua 3 cuộc thi. Hà Việt Hoàng là thí sinh luôn lựa chọn cách an toàn khi về đích với 3 lần chọn gói câu hỏi 40 điểm và hầu như bạn đều thành công với gói câu hỏi này. Bên cạnh đó, số điểm mà Việt Hoàng giành được từ các thí sinh khác qua 3 lần về đích là 85 điểm.
Huy Hoàng cũng là thí sinh thi đấu hết mình với phần thi về đích. Khi bước vào phần thi này, bạn đều đạt số điểm từ 300 trở lên, nhưng vẫn có 2 lần lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm và 1 lần sử dụng gói câu hỏi 40 điểm. Tuy nhiên, số điểm Huy Hoàng giành được từ các thí sinh khác khá khiêm tốn với chỉ 10 điểm qua 3 lần về đích. Lựa chọn gói câu hỏi phù hợp cùng chiến thuật thi đấu chính xác sẽ giúp các thí sinh đạt kết quả tốt. Liệu trong phần thi về đích ngày hôm nay, ai sẽ là người phát huy được bản lĩnh để có thể chạm tay đến vòng nguyệt quế vinh quang? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chung kết của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài truyền Việt Nam. Chúng ta đang đi tới phần thi cuối cùng có tính chất quyết định, phần thi về đích. Và bây giờ hãy cùng nhìn lại hành trang về điểm số của những nhà leo núi trước phần thi quan trọng này. Đang có 120 điểm là bạn Quốc Long. 180 là số điểm mà Huy Hoàng đang sở hữu. Nhỉnh hơn một chút, 190 là số điểm của Việt Hoàng và Tạm. Dẫn đầu đoàn leo núi là số điểm 210 của Phan Đăng, Nhật Minh. Vâng, và với khoảng cách số điểm rất nhỏ như vậy thì các thí sinh sẽ chắc chắn đây sẽ là một phần thi về đích rất hồi hộp và gay cấn, và một chiến thuật chơi hợp lý chắc chắn là rất cần thiết cho các bạn. Và bây giờ không biết là tại điểm cầu trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị, các bạn có kế sách gì hay là có tư vấn gì dành cho bạn Nhật Minh không ạ? Thưa quý vị khán giả thân mến, chúng tôi tin rằng là tại thời điểm này Nhật Minh đang phần nào cảm thấy hơi hồi hộp một chút, bởi bạn đang đi đến chặng đường cuối cùng của đường lên đỉnh Olympia năm nay rồi. Hãy nhớ rằng bạn đang có lợi thế về điểm số, và chúng tôi tin rằng lúc này là thời điểm hợp lý nhất để bạn gặp gỡ với những người bạn rất là thân quen của mình, lớp 12A3. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A3 cũng đang có ở đây, và một nhân vật nữa rất là đặc biệt với Nhật Minh, đó chính là ông nội của Nhật Minh. Thưa quý vị, hôm nay ông nội của Nhật Minh thì đường xá xa xôi nên chưa có thể ra trường quay S14 để mà cổ vũ trực tiếp cho bạn được. Thế nhưng tại lúc này, mặc dù trời mưa, Nhật Minh có thể thấy đấy, nhưng ông vẫn rất là nhiệt tình cùng với mỗi người ở đây cổ vũ cho bạn. Chắc là bây giờ sẽ có một lời chúc, một điều gửi gắm gì đó. Vâng thưa ông ạ. Nhật Minh ơi, ông chúc cháu chiến thắng vẻ vang. Ông muốn nói với cháu một điều. Bình tĩnh, tự tin. Vâng. Và chiến thắng. Vâng, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Hãy mang vòng nguyệt quế về đây của ông nội của bạn cùng rất nhiều những người bạn bè thân thiết của bạn đang chờ đợi điều đó. Còn một món quà nữa, Nhật Minh thân mến. Món quà này thì tôi xin phép được nhường lời lại cho cô giáo chủ nhiệm của Nhật Minh ạ. Cô có thể nói gì về món quà này ạ? Nhật Minh ơi, hãy về đích nhân thành nhân chóng, hãy về đích thành công để về thưởng thức món quà mà cô và cả lớp đã chuẩn bị từ hôm qua đến giờ cho em. Chúc em thành công. Đây chính là món. Đây là món gì ạ? Đây là món cháo bột đặc sản của dân sinh mà Nhật Minh rất là thích ăn. Hôm nay tôi có đến với sân trường Hải Lăng thì có thấy là từ nhà Nhật Minh ấy mà đến trường có một số quán cháo bột này. Và chúng tôi tin rằng là món cháo bột này đã trở thành một món ăn gắn liền với các bạn học sinh ở đây, phần nào đó tiếp sức đến trường cho các bạn. Và ngày hôm nay, món quà này chúng tôi tin cũng sẽ tiếp sức đến tận trường quay S14 cơ, đúng không các bạn? Nhật Minh chiến thắng! Nhật Minh ơi, thế thì phải về đích nhanh thôi, không thì cháo bột nguội mất. Đúng không ạ? Lúc này tâm trạng của bạn thế nào ạ? Đặc biệt là sau khi lắng nghe những lời nhắn gửi từ phía ông nội của mình và nhìn thấy hình ảnh của bát cháo bột quen thuộc ạ? Tâm trạng của em bây giờ là em đã sẵn sàng cho phần thi về đích ạ. Đã sẵn sàng, và xin mời bạn tiến tới vị trí về đích. Nhật Minh sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm cho phần thi quyết định này? Thì em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm. Chúc bạn nhận được số điểm tối đa của gói câu hỏi này. Trong đèn huỳnh quang, hơi thủy ngân bị ion hóa và phát ra loại tia gì gây nên sự phát quang của lớp bột huỳnh quang? Thì là tia tử ngoài. Đáp án của em là tia tử ngoài. Hay còn gọi là tia cực tím hoặc là tia UV. Xin chúc mừng Nhật Minh. Ở câu hỏi tiếp theo, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không ạ. Đó sẽ là câu hỏi có giá trị 20 điểm. Trong giỏ có 100 quả trứng gà và trứng vịt, trong đó số trứng vịt chiếm 99%. Hỏi phải lấy bao nhiêu quả trứng vịt ra để trong giỏ số trứng vịt chiếm còn 98%?
40 triệu, 50 quà. Vâng, bạn đã thay đổi phương án trả lời ở những giây cuối cùng. Bạn tính như thế nào thế ạ? Giá trị là trong giỏ ban đầu thì số trứng vịt chiếm 99%, với số trứng gà sẽ chiếm 1%, tương với 1 quả trứng gà. Và trong giỏ sau khi lấy ra thì số trứng vịt chiếm 98%, tức là số trứng gà chiếm 2%. Vậy số quả sau khi lấy ra sẽ là 50 quả, và như vậy ta phải lấy 50 quả trứng vịt ạ. Bạn đã có một quyết định rất đúng và kịp thời khi thay đổi phương án trả lời ạ. 50 chính là câu trả lời rất chính xác. Nhật Minh đang về đích với tốc độ rất nhanh. Bạn đã đi tới câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của mình rồi. Bạn có muốn thử sức một chút với ngôi sao hy vọng không? Không ạ. Đó sẽ là câu hỏi có giá trị 30 điểm. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Jeff from the USA. In high school, I loved astronomy. In astronomy, there are many amazing phenomena that are great to study about. My favorite astrological phenomenon occurs very rarely, and it's when the moon passes between the Earth and the Sun, and you can't see the Sun for a large part of time. Do you know what this occasion is called? Good luck. Solar eclipse. Nhật Minh đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng để nâng cao hơn nữa số điểm của mình. Vừa rồi là một câu trả lời rất chính xác. Và trước khi quay trở về vị trí thì Nhật Minh có thể giải thích lại câu hỏi tiếng Anh mà thầy giáo vừa đưa ra được không? Thưa chị, là thầy giáo nói là thầy ở trường học thì thầy rất thích thiên văn học và có rất nhiều hiện tượng thiên văn học đáng chiêm ngưỡng. Và hiện tượng thiên văn học thầy đang nói đến là một hiện tượng rất hiếm khi được xảy ra, và nó xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa mặt trời và trái đất, và chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời trong một khoảng thời gian dài. Câu hỏi của thầy, hiện tượng đó gọi là gì và đáp án là solar eclipse nhật thực ạ. Rất rành mạch và rất chính xác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi về đích, và bây giờ bạn có thể quay trở về vị trí nghỉ ngơi một chút rồi ạ. Vâng, người tiếp theo đến với phần thi về đích là bạn Hà Việt Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Và như chia sẻ từ đầu chương trình thì bạn Hà Việt Hoàng sẽ đến đây với một tinh thần theo như bạn nói là YOLO, cống hiến hết mình, đúng không Việt Hoàng? Và bây giờ thì điều quan trọng là tinh thần của bạn ra sao thôi. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả đến với cầu truyền hình tại trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Chúng tôi là điểm cầu trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, và hiện giờ là trước vòng thi về đích. Chúng tôi muốn để một người đại diện cho điểm cầu này sẽ gửi lời chúc đến các em. Đó chính là thầy Nguyễn Thu Tập, là hiệu trưởng của nhà trường ạ. Xin mời thầy. Hoàng ơi, tất cả các thầy, các cô và các bạn đang bên em, toàn bộ nhân dân huyện Sóc Sơn đang bên em để cổ vũ, động viên cho em. Chúc em sẽ về đích đạt kết quả cao nhất trên đỉnh Olympia và các đỉnh cao tiếp theo. Chúc tất cả các bạn học sinh tham dự cuộc thi chung kết hôm nay đều đạt được kết quả cao trong cuộc sống. Chúc tất cả các quý vị khán giả, các thầy cô giáo ở các đầu cầu truyền hình lời chúc sức khỏe. Chúc cho ban chương trình tổ chức Đài truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức để lựa chọn nhân tài cho đất Việt. Vâng, bạn có nghe thấy tờ tập đã nói gì không ạ? Bạn sẽ còn chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. Chính vì thế ngày hôm nay, bạn hãy hết sức bình tĩnh. Chúng tôi gửi đến bạn tình yêu của chúng tôi, không có bất cứ một áp lực nào dành cho Việt Hoàng cả. Hãy nhớ, sau cuộc thi ngày hôm nay, ăn một bữa trưa thật ngon, quay trở về Sóc Sơn với chúng tôi. Bạn đang có rất nhiều người chờ đợi. Việt Hoàng ơi, chúc bạn may mắn. Rất nhiều lời chúc đã được gửi từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội, và những lời chúc đó thì đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Việt Hoàng vào thời điểm quan trọng này. Việt Hoàng đã sẵn sàng để tiến tới vị trí về đích chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Xin mời bạn. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm cho phần thi này? Em chỉ lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Chúc bạn nhận được số điểm tối đa với sự lựa chọn của mình. Bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành không có những chữ cái nào so với bảng chữ cái tiếng Anh? Em chỉ là chữ F, chữ G, chữ W và chữ Z ạ.
mừng Việt Hoàng với một câu trả lời rất chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo trong lượt thi của bạn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Hãy cho biết hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Lại là một tình huống giống như tình huống trước đó xảy ra với Phan Đăng Nhật Minh. Việt Hoàng đã thay đổi phương án trả lời những giây cuối cùng. Và đó lại là một quyết định rất chính xác. Chúc mừng bạn. Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng, trong đó 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lập hình chữ nhật và 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác. Và bây giờ thì chúng ta đã đi tới câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của Việt Hoàng rồi. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi này hay không? Em thưa chị, em không lựa chọn ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Jeff from the USA. In high school, I used to love to study chemistry. Tungsten is a chemical element that has the highest melting point of all elements. Do you know another name for tungsten? Good luck. Wolfram. Tôi đã nhận thấy sự nuối tiếc của Việt Hoàng. Đây là một câu hỏi nằm trong khả năng của bạn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đã chưa mạnh dạn để lựa chọn ngôi sao hy vọng. Và bạn hiểu câu hỏi tiếng Anh vừa rồi thế nào? Em thưa chị, thầy giáo nói là thầy rất thích môn hóa học ạ. Và thầy đề cập đến một nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong bảo tuần hoàn. Và đó là nguyên tố nào? Vâng, và đó là một tên gọi khác của tungsten. Và Wolfram là câu trả lời chính xác. Chúc mừng Việt Hoàng đã có một phần thi kiến thức rất suôn sẻ. Cảm ơn bạn. Bây giờ bạn có thể quay trở về vị trí rồi ạ. Như vậy là chúng ta đã thấy các thí sinh của chúng ta về đích xuất sắc như thế nào khi mà bạn Việt Hoàng và bạn Nhật Minh đều giành được những số điểm rất cao. Và chúng ta cũng đừng quên bạn Phạm Thọ Quốc Long cũng là một trong những người có thành tích về đích tốt nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Và bây giờ trước khi bạn đến với phần thi của mình, xin mời quý vị khán giả đến với cầu truyền hình trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận. Cầu Bình Thuận của chúng tôi vẫn sôi động như từ phút đầu tiên của trận chung kết năm nay, vẫn rất là tuyệt vời, và tình yêu, sự cổ vũ, niềm tin mà chúng tôi dành cho Quốc Long vẫn trọn vẹn như vậy. Nếu như theo dõi cuộc thi tuần, thi tháng và thi quý thì chắc hẳn là quý vị khán giả cũng nhớ rằng chàng trai của chúng tôi là một trong những thí sinh có khả năng lội ngược dòng tốt nhất, và niềm tin của chúng tôi vẫn đặt trọn vẹn vào Quốc Long trong phần thi về đích. Lúc này đây thì thầy hiệu trưởng của nhà trường, thầy Dương Đức Tuấn sẽ có lời để gửi gắm động viên tới học trò cưng của mình. Quốc Long ơi, cả trường đang hướng về em đây Quốc Long, khán giả Bình Thuận đang hướng về em, và có một trung tâm tiếng Anh tại Phan Thiết đã yêu quý em, biết em có một ước mơ đi du học, đã tài trợ cho em một suất học bổng 30 triệu đồng. Quốc Long ơi, em hãy bình tĩnh, hy vọng là em làm tất cả được những gì em muốn. Thầy cô, bạn bè và cả khán giả Bình Thuận đang ủng hộ em. Quốc Long ơi, tiến lên. Còn đứng bên này của tôi là Trâm Anh, chị gái của Quốc Long mà, và chắc chắn là cũng sẽ muốn dành cho em trai mình lời động viên, đúng không Trâm Anh? Bích Long, tự tin, mạnh mẽ, quyết tâm, thành công, quay mong về đất, đó là em. Có thể nói là cho dù ngày hôm nay thứ hạng ở F14 như thế nào thì đối với Bình Thuận, đối với trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo chúng tôi thì Quốc Long đã là nhà vô địch trong lòng chúng tôi rồi. Và còn thêm một món quà tuyệt vời nữa dành cho em. Món quà đó là Quốc Long hóa rồng lên đỉnh, chuyên Trần Hưng Đạo vô địch. Một bầu không khí không thể nóng hơn đã được chuyển từ trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận. Bình tĩnh, giữ cho mình một tâm lý thi đấu thoải mái là tất cả những gì Quốc Long cần lúc này để thực hiện hành trình hóa rồng lên đỉnh. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, trước khi về đích thì em có một vài lời muốn nói. Mời bạn. Thật sự là đứng ở trận chung kết này đã là niềm hạnh phúc của em.
Em chỉ một điều ngắn gọn thôi. Em tự hào và thấy may mắn khi mình học sinh chọn đạo. Quốc Long ơi, chúng tôi cũng thấy vô cùng may mắn khi có bạn ngày hôm nay. Và hãy hít một hơi thật sâu nhé, gạt đi những giọt nước mắt, tự tin để về đích. Xin mời. Em xin chọn gói 80 điểm. Đầy quyết tâm ạ. Một bài thơ về hoa quỳnh có đoạn như sau: loài quỳnh hoa nở về đêm, trắng trong như thể áo em ban ngày, một vùng hương tỏa ngất ngây, càng khuya vắng lặng càng say lòng người. Từ đoạn thơ trên, bạn hãy nêu hai đặc điểm của hoa quỳnh thích hợp với loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng ban đêm, không kể thời gian hoa nở. Thứ nhất là hoa quỳnh có mùi hoa thơm, đồng thời là hoa quỳnh có màu sắc nổi bật, đó là màu trắng trong đêm khuya. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, không có bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời cả. Hoa quỳnh có phải là một loài hoa mà Quốc Long thường gặp không ạ? Dạ, em có nghe về sở thích hoa quỳnh. Vâng, và cố vấn đã chấp nhận phương án trả lời mà bạn đưa ra. Xin chúc mừng Quốc Long, bạn đã ghi những số điểm đầu tiên trong phần thi về đích. Hãy giữ tinh thần đó để đi tiếp những câu hỏi tiếp sau. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Em sẽ chọn ngôi sao hy vọng. Bạn đã lựa chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi này. Chúc bạn thành công. Những lục địa nào nằm hoàn toàn ở phía bắc bán cầu? Những lục địa nào nằm hoàn toàn phía nam bán cầu? Nằm hoàn toàn ở phía bắc bán cầu là có lục địa Á Âu. Nằm hoàn toàn ở phía nam bán cầu là có lục địa Nam Cực. Và lục địa Australia. Rất tiếc đó chưa phải là câu trả lời chính xác. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Việt Hoàng. Mời bạn. Em thưa chị, lục địa nằm ở phía bắc bán cầu là lục địa Bắc Mỹ. Còn những lục địa nằm ở phía hoàn toàn phía nam bán cầu là lục địa Nam Cực và lục địa Úc ạ. Đó cũng chưa phải là câu trả lời mà chúng tôi mong chờ ạ. Đáp án cho câu hỏi này là lục địa Á Âu và lục địa Bắc Mỹ ạ. Và Quốc Long. Và ở phía nam bán cầu thì chúng ta có lục địa Nam Cực và lục địa Australia. Như vậy là rất tiếc cả Quốc Long và Việt Hoàng đều chưa đưa ra được câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của Quốc Long. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Jeff from the United States. When I was born, my mom was 23. When my brother was born, I was 7. When my mom's age is double my age, how old is my brother? Good luck. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Huy Hoàng. Em thưa chị. Em thưa chị, câu trả lời của em là 16 ạ. Câu trả lời của bạn đã rõ, 16. Bạn hiểu câu hỏi tiếng Anh của chúng tôi thế nào? Nếu em nghe không nhầm thì là thầy bảo là khi thầy sinh ra thì mẹ thầy 23 tuổi và khi em trai thầy sinh ra thì thầy 7 tuổi. Và thầy hỏi là khi mẹ thầy gấp đôi tuổi thầy thì em trai thầy bao nhiêu tuổi ạ? Bạn đã hiểu rất chính xác câu hỏi và vì lẽ đó bạn cũng đã đưa ra một câu trả lời rất chính xác. 16, 16 tuổi. Chúc mừng Huy Hoàng. Và cảm ơn Quốc Long đã hoàn thành phần thi về đích. Bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi một chút rồi ạ.
Vâng, bây giờ trước khi đến với phần thi cuối cùng, phần thi về đích cuối cùng của bạn Huy Hoàng sẽ là phần thi quyết định chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Được động viên bằng ẩm thực ạ. Bạn Nhật Minh thì bằng cháo bột, còn Huy Hoàng thì bằng món bánh. Chắc hẳn là từ một khoảng cách rất gần thì bạn cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ món bánh đó, cũng như từ tình cảm thương mến mà người mẹ của bạn cũng như các thầy cô giáo, các cổ động viên có mặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam đang dành cho bạn. Trước thời khắc quan trọng này, Huy Hoàng đã sẵn sàng chưa ạ? Trước khi về đích thì em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô và cũng như những người bạn, những người anh chị đã ở bên em trong suốt thời gian qua, động viên, cổ vũ và ủng hộ em đến ngày hôm nay. Và em mong là hôm nay cho dù kết quả như thế nào thì em cũng đã không làm phụ lòng tất cả mọi người. Chắc chắn rồi, có một câu khẩu hiệu đã gắn liền với Huy Hoàng trong suốt hành trình vừa qua, đó là Hoàng Huynh thắng, không nói nhiều. Và bây giờ không nói nhiều nữa, xin mời bạn tiến tới vị trí về đích. Huy Hoàng sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm cho phần thi cuối cùng này? Như chị đang chọn gói 60 điểm ạ. Chúc bạn thành công với sự lựa chọn của mình. Trong bộ đèn của máy ảnh có một linh kiện rất quan trọng. Nó được tích điện nhờ bộ pin và bộ đổi điện. Khi ta bấm máy chụp ảnh, linh kiện này sẽ cung cấp năng lượng làm cho đèn lóe sáng. Bạn hãy cho biết đây là linh kiện gì? Cơ hội trả lời sẽ thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Mời Nhật Minh. Thưa chị, câu trả lời của em là tủ điện ạ. Đó là một câu trả lời rất chính xác. Chúc mừng Nhật Minh. Đáp án cho câu hỏi này chính là tủ điện. Trước mắt Huy Hoàng vẫn còn có tới 2 cơ hội ghi điểm nữa. Và ở câu hỏi tiếp theo thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Lần thứ nhất, bạn Dũng đổ đi 1/2 lượng nước trong bình. Lần thứ hai, bạn ấy đổ đi 1/3 lượng nước còn lại trong bình. Lần thứ ba, bạn ấy đổ đi 1/4 lượng nước còn lại. Lần thứ tư, bạn ấy đổ đi 1/5 lượng nước còn lại và cứ tiếp tục như vậy. Hỏi sau bao nhiêu lần đổ thì lượng nước còn lại trong bình bằng đúng 1/10 lượng nước ban đầu. Thưa chị, là 6 lần ạ. Đó chưa phải là câu trả lời đúng. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Phan Đăng Nhật Minh. Thưa chị, câu trả lời của em là 9 lần ạ. Bạn đã tính thế nào để ra được 9 lần ạ?
Nhớ chị là lần thứ nhất bạn Dũng đổ đi 1/2 lần nước thì trong bình còn lại 1/2 lần nước ạ. Lần thứ hai bạn ấy đổ đi 1/3 lần nước thì tức là trong bình còn lại 2/3 lần nước, còn lại là 1/3. Và cứ như vậy thì đến khi đến 6-9 lần thì bình nước còn lại trong bình sẽ bằng đúng 1/10 lần nước ban đầu. Và như vậy 9 lần là câu trả lời rất chính xác. Chúc mừng Nhật Minh. Bạn đã tiếp tục ghi điểm với một câu trả lời rất xuất sắc vừa rồi. Những cổ động viên của bạn Huy Hoàng đâu rồi ạ? Hoàng Huynh thân mến, trước mắt bạn còn lại một câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của mình. Hãy giữ một tâm lý thật thoải mái và hoàn thành nó nhé. Cho em lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, bạn đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng này. Đầy quyết tâm và chúc bạn thành công. Bạn hãy trả lời một câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh, tôi đang có mặt tại một khu di tích lịch sử quan trọng của tỉnh Lạng Sơn. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật vượt biên giới Trung Việt đánh vào Lạng Sơn. Ngay sau đó, ban chỉ huy khởi nghĩa nhanh chóng được thành lập gồm các đồng chí Hoàng Văn Hán, Dương Công Bình, Hoàng Đình Duệ, Đường Văn Thức, Nông Văn Cún do đồng chí Hoàng Văn Hán làm chỉ huy trưởng. Chọn địa điểm tấn công đầu tiên là đồn Mỏ Nhài. Cuộc khởi nghĩa này được ghi nhận là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương. Các bạn hãy cho biết tên của cuộc khởi nghĩa mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây. Chúc các bạn thành công. Em chuyện là khởi nghĩa Bắc Sơn. Bạn đã suy nghĩ khá lâu và khá bẽn lẽn để đưa ra câu trả lời là khởi nghĩa Bắc Sơn. Và Huy Hoàng thân mến, bạn đã hoàn thành rất trọn vẹn phần thi về đích ngày hôm nay, đó là một câu trả lời rất chính xác. Cảm ơn Huy Hoàng, chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi về đích. Và bây giờ bạn có thể quay trở về vị trí rồi ạ. Thưa quý vị, và như vậy lúc này thì chúng ta đã xác định được chủ nhân của vòng nguyệt quế đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 trận chung kết là ai? Đó chính là bạn Phan Đăng Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Và hơn lúc nào hết, ngay bây giờ tôi muốn được thấy không khí tại đầu cầu của trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Xin mời biên tập viên Sơn Lâm. Nhật Minh thân mến, không biết bạn có nghe thấy chúng tôi đang nói gì không? Tất cả mọi người đã đứng lên rồi, tất cả đã ướt hết rồi. Hôm nay chúng tôi có thể ốm, nhưng tại giây phút này quá tuyệt vời khi chúng tôi được chia sẻ niềm vui chiến thắng với bạn. Vâng, ông có thể chia sẻ một điều gì đó với Nhật Minh không ạ? Bạn ấy vừa giành một chiến thắng quá tuyệt vời. Nhật Minh ơi, ông ngồi sung sướng quá. Cháu đã đem vinh quang về cho quê hương và dòng tộc chúng ta rồi. Vâng, một giây phút quá tuyệt vời. Giây phút này chúng tôi cũng rất muốn được chia sẻ với cô chủ nhiệm của Nhật Minh ạ. Xin mời. Ơi Nhật Minh ơi, em giỏi quá, cô rất mừng. Sau cái vòng thi khởi động thì cả lớp đều rất là đứng tim, nhưng mà qua vòng thi vượt chướng ngại vật thì em đã vượt chướng ngại vật rất ngoan. Bạn đã làm chúng tôi đứng tim, nhưng điều đó quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta cũng đang có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị cũng như là huyện Hải Lăng sẽ có những chia sẻ với Nhật Minh của chúng ta. Vâng ạ, xin chào kính mời ạ. Có thể nói hôm nay là một ngày vui của chúng tôi. Đây là lần thứ hai một em học sinh Quảng Trị đạt được giải quán quân đường lên Olympia. Cái niềm vui này đó không những đối với Nhật Minh, đối với nhà trường, đối với gia đình, đối mà còn đối với nhân dân Quảng Trị. Và cái việc mà em đạt được giải quán quân lần này đó, nó sẽ là niềm cổ vũ động viên cho tất cả các bạn trẻ là thi đua, học tập và đặc biệt là tự học tự rèn để vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của tri thức. Hãy về đây Nhật Minh thân mến, chúng tôi đang đợi bạn. Nhật Minh. Vâng, những không khí rất tuyệt vời tại trường quay trường
rằng những không khí rất tuyệt vời tại cầu truyền hình trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Và tôi chắc chắn rằng cả bốn thí sinh đều đang rất nóng lòng để về hòa chung với niềm vui cũng như những lời chia sẻ động viên đối với những bạn cổ động viên từ quê nhà. Thế nhưng các bạn hãy cùng nán lại ít phút đây đã, bởi vì ở sân khấu S14 ngay bây giờ sẽ diễn ra một lễ rất trang trọng và là thời điểm quan trọng nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Đó chính là lễ trao giải dành cho các bạn. Và đầu tiên đó chính là giải 3 dành cho bạn Hà Việt Hoàng và bạn Phạm Thọ Công Long. Xin mời hai bạn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ông Christopher John Francis, Giám đốc tuyển sinh quốc tế Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne sẽ lên trao phần thưởng cho các bạn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ông Quang Huy và ông Francis. Chúng ta cũng xin được chúc mừng cho bạn Phạm Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Hà Nội đã nhận được giải nhì trong chương trình chung kết của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Và chúng tôi trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bà Joanna Út, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Úc tại Hà Nội sẽ trao giải nhì cho bạn Phạm Huy Hoàng. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng. Xin cảm ơn bà Joanna Út. Thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với thời khắc trang trọng nhất trao chiếc vòng nguyệt quế vinh quang cho thí sinh đạt giải nhất chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi muốn mời quý vị một lần nữa hãy cùng quay trở lại với điểm cầu của trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị. Ở đó có một món quà rất bất ngờ đã được chuẩn bị cho vị quán quân của chúng ta. Bạn hãy về đây, chúng tôi đang chờ đợi bạn. Có rất nhiều những món quà, rất nhiều những người thân yêu đang chờ đợi bạn dưới cơn mưa của Quảng Trị đây. Chúc mừng Nhật Minh một lần nữa. Trong lúc này đây, chúng ta cũng đang được đến với một giây phút rất là ý nghĩa. Những lãng hoa chúc mừng từ lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị cũng như là huyện Hải Lăng. Vâng, xin được chúc mừng trường Trung học phổ thông Hải Lăng với một thí sinh quá xuất sắc, Nhật Minh. Đó là chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Đó chính là trao chiếc vòng nguyệt quế đẹp nhất và duy nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 này. Và tiếp nối thành công của Văn Viết Đức năm thứ 15. Và năm nay, Văn Đăng Nhật Minh đã đem vòng nguyệt quế giải nhất chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 về cho Quảng Trị. Xin được chúc mừng Văn Đăng Nhật Minh. Như vậy là chiếc vòng nguyệt quế của chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Trần Bá Dương ạ. Xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị, hàng trăm con người đã đội mưa trong hơn 2 tiếng đồng hồ.
Và cho đến giờ phút này thì có lẽ họ đã cảm nhận rằng việc họ đội mưa là hoàn toàn xứng đáng khi bây giờ chiếc vòng nguyệt quế lấp lánh của chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã thuộc về Phan Đăng Nhật Minh, thí sinh ưu tú nhất của đường lên đỉnh Olympia năm nay. Thưa quý vị, như vậy là một hành trình cảm xúc nữa của chương trình đường lên đỉnh Olympia đã khép lại. Trên hành trình đó, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn thật sâu sắc tới quý vị khán giả xem truyền hình, những người đã luôn đồng hành ủng hộ cho những nhà leo núi của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn học sinh đã luôn coi Olympia là một mái nhà, một hành trình mới đã sẵn sàng chào đón các bạn. Còn bây giờ, xin phép được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Thứ 17 đã khép lại với chiến thắng dành cho người xứng đáng nhất. Nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc Olympia năm thứ 17 đã ngân vang cùng niềm tự hào, xúc động của đại gia đình Olympia. Bây giờ chính là lúc để chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn không thể nào quên trong hành trình dài vừa qua. 144 thí sinh của năm qua đến từ 56 tỉnh thành và 143 ngôi trường trung học phổ thông trên cả nước. Mỗi thí sinh là một nốt nhạc thật đẹp của bản nhạc Olympia năm thứ 17 với bản lĩnh và dấu ấn cá nhân. Sự tin vẫn còn ở đây, năng lượng vẫn còn ở đây và mọi thứ vẫn đang ở đây ạ. Em tự nhận thấy em là một người khá là đẹp trai và em tự tin là và em tự tin là em là người đẹp trai nhất trong 4 bạn ngày hôm nay ạ. Thế tôi so với bạn Chu Thành Đạt thì ai đẹp trai hơn nào? Tùy theo những cái tiêu chuẩn xem thế nào là đẹp trai ạ. Vậy thì theo tiêu chuẩn của bạn thì như thế nào? Dạ, theo tiêu chuẩn của em thì như em là đẹp trai rồi. Và tôi có một điều là tôi muốn cảm ơn bạn. Là đã lâu lắm rồi chương trình đường lên đỉnh Olympia mới có một người đen hơn cả tôi. Khi được thi Olympia thì em thấy các anh chị trước đây thi Olympia rất là ngầu, lên TV rất là ngầu. Nhưng mà khi được nói chuyện rồi thì thấy cũng thường thôi. Giấc mơ đẹp nhất mà bạn từng có là gì ạ? Giấc mơ đẹp nhất là được gặp chị Diệp Chi và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực ạ. Wow. Bây giờ gặp chị rồi thì bạn muốn nói gì với chị? Dạ, chị đẹp quá em cũng không biết nói gì nữa. Có chia sẻ một kỷ niệm nữa là sau khi cuộc thi tuần xong thì cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cái vòng nguyệt quế. Vâng ạ, đúng thế. Bạn có thể nói rõ hơn được không ạ? Em mà gặp vòng quế các bạn vây quanh em, còn em bỏ vòng quế ra là các bạn vây quanh em vòng quế. Nói chuyện với tôi bạn tự nhiên mẹ cười. Mà tôi có dính nhọ hay gì ạ? À, bởi vì là em đã xem chương trình này rất nhiều lần và em rất ngưỡng mộ anh. Hôm nay được gặp anh em hơi bối rối. Vâng, lần đầu tiên tôi thấy một người con gái mà đứng trước tôi lại bối rối như thế đấy. Đấy là lần đầu tiên luôn, hôm nay hạnh phúc quá. Không chỉ có vậy, đến với Olympia còn là những tình bạn thật đẹp, những cái ôm thật chặt và những kỷ niệm không thể nào quên. Em đã có những tình bạn rất đẹp, những tình bạn mà cả đời không thể quên. Chiến thắng là một điều tuyệt vời, nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là em được ở bên thầy cô, gia đình và các bạn ạ. Em đã có được những người bạn mới, được rất nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình cho em những kỷ niệm đáng nhớ. Họ đều là những nốt nhạc đẹp nhất của bản hòa ca Olympia năm thứ 17. Những nốt trầm, nốt bổng đều đã ngân lên thật đẹp. Đâu đó vẫn còn sự tiếc nuối, nhưng con tim họ luôn chung một nhiệt huyết, một niềm tự hào về Olympia. Và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Đúng với mục tiêu của em là vui là chính, học hỏi là quan trọng, nên là dù có thua đi nữa thì nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là tự hào vì mình đã được thi Olympia. Được tham gia Olympia đã là một giấc mơ của em từ rất lâu ạ. Là thể hiện là một sinh tuyệt vời. Tuyệt vời rất là làm em. Em rất tự hào. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.
chinh phục nó thì chúng ta cần phải có niềm tin và phải giữ niềm tin cũng như cái khát vọng đó trong cuộc đời mình. Ôi đợi em lo nước mắt ạ. Olympia tuổi 17 đã đi qua. Trong chặng đường tiếp theo, chúng ta cùng chờ đón những cái tên sẽ tiếp tục ghi dấu bởi tài năng, cá tính và ước mơ vươn tới những đỉnh cao. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào Chủ nhật tuần sau với Olympia tuổi 18. Vui mừng gặp lại tất cả quý vị trong chương trình 100 triệu một phút. Chương trình chúng tôi với những câu hỏi thưởng thức rất hấp dẫn, cung cấp những kiến thức vô cùng bổ ích và được phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật trên kênh VTV3. Ngày hôm nay, chương trình sẽ mang đến những nhân vật khách mời là những nhân vật vô cùng đặc biệt. Và hãy xem họ là ai. Đầu tiên,